Lễ Chư Tôn Đức, kính chào quý Phật tử học viên, cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng toàn thể quý Phật tử học viên đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa quý Phật tử học viên, theo chương trình thì lớp chúng ta sẽ tiếp tục chương 3, và hôm nay cũng trong hôm nay chúng ta sẽ thêm chương 4 một phần. Thì hôm đó chương 3 mình học hết cái phẩm thứ ba rồi, bữa nay mình vào phẩm 4. Con trò xin được phép bắt đầu. Phẩm Thiên Sứ, kinh 31. Gia đình nào trong ấy con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được xem như: thứ nhất là có phẩm thiên, thứ hai là có các đạo sư đầu tiên, thứ ba có các bậc đáng được cúng dường. Mẹ cha được gọi là phạm thiên, đạo sư đầu tiên, các bậc đáng được cúng dường vì đã giúp đỡ rất nhiều, nuôi nấng dưỡng dục con cái, giới thiệu hoặc là hướng dẫn chúng vào đời. Thì bậc hiền triết nên đảnh lễ tôn trọng, dâng đồ ăn thức uống, vải mặc giường nằm, thoa bóp tắm rửa cho mẹ cha, được người hiền khen, đời sau cũng thì làm. Cái phần mà đối với bậc cha mẹ là mình học trong các chương trước đó, một chương trước đó là có nói là dù cho mình có một vai cổng cha, một vai cổng mẹ, vân vân ha, nói rất là rõ. Thì kinh 31 tóm gọn trong cái phần như vậy: mẹ cha ở nhà mà được con cái kính lễ, mẹ cha được xem như là vị phạm thiên, được xem như là vị đạo sư đầu tiên, tại vì là mẹ cha dạy mình những bài học đầu tiên, và các bậc đáng được cúng dường là mẹ cha đã rất dày công cực khổ nuôi nấng dưỡng dục con cái và giới thiệu hoặc là hướng dẫn chúng vào đời. Thì phần dưới đó là lời của Đức Phật ngài dạy đó, là bậc hiền triết nên đảnh lễ tôn trọng, dâng đồ ăn thức uống, vải mặc giường nằm, thoa bóp tắm rửa cho mẹ cha. Ai mà có hiếu đó thì được người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Mình thấy là đời này và đời sau đều được tốt đẹp cả. Những người mà con có hiếu thì đi đến đâu ai cũng quý mến, bản thân vì đó cũng hiền thiện, rồi cha mẹ được lợi ích, bản thân mình, rồi những người con cháu sau họ bắt chước, ảnh hưởng rất là tốt cho những người xung quanh và nêu cái gương cho nhiều người ha. Thì mình qua bài kinh 32. Con thỉnh vị lớp trưởng hoặc là thầy lớp trưởng, thầy nhờ ai đọc giúp con được kinh 32, phần tóm tắt. Alo, dạ âm thanh có rõ không ạ? Thúy Nguyễn Thu. Dạ, xin mời cô Thúy. Dạ mô Phật, con xin đọc Dạ, thưa cô. kinh 32. Thế Tôn dạy Tôn giả A Nan, rất có thể một tỳ kheo được định như vậy: trong cái thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Đối với tất cả tưởng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, và do chứng đạt an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, vị ấy có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Vị tỳ kheo suy nghĩ như sau: đây là an tịnh, đây là thù diệu, tức là chỉ tức tất cả hành, từ bỏ tất cả sanh y, đoạn tận tham, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vậy này và vật kia, và do phân tích ở đời, do người đời chế định, đối với vị không dao động bởi vật gì ở đời, thì vị ấy an tịnh, không tối mù, không bị ám khói, không phiền muộn, không khổ sở, không mong cầu, ham muốn. Đức Phật nói người như vậy đã vượt khỏi sanh già. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, cảm ơn cô Thúy, đọc rất là hay và rõ. Trong bài này thì Đức Thế Tôn đã dạy Tôn giả Ananda là rất có thể một vị tỳ kheo sẽ được định, được định như vậy, định vào trong ba trường hợp là trong cái thân có thức này thì chúng ta thấy là không có ngã kiến, cái này là tôi, ngã sở kiến, cái này là của tôi. Ví dụ mình thấy hình ảnh nó thể hiện nơi mắt mình chẳng hạn, mình thấy người đó, cái vật đó rất đẹp, mình nói tôi thấy cái này của tôi, cái hình ảnh đó là do tôi thấy của tôi, vậy đó.
ngã mạn tùy miên, thì cái ngã mạn nó nằm tiềm ẩn ha, ẩn tàng, khi nào gặp dịp á trỗi lên, mình ráng tu tập là để những phiền não hoặc là những ô nhiễm còn tiềm ẩn, mình nghe nói là còn ngủ ngầm đó, đó là nó giảm thiểu và nó không còn nữa. Nhiều khi mình tưởng là hết rồi đó, nhưng mà thật ra là nó còn tiềm ẩn, nó còn tùy miên, nó còn ngủ ngầm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với tất cả tướng ở ngoài cũng vậy, nó cũng không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Và cái thứ ba là do chứng đạt an trú tâm giải thoát tại giải thoát, là do vị đó là đạt được sự giải thoát nhờ tuệ giải thoát nơi tâm, cho nên là thấy rõ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Vị ấy Nghĩ nha, có thể nó dẫn tại mình tu mà. chứng đạt và an trú tâm giải thoát tuệ giải thoát. Vậy đó, do chứng đạt và an trú tâm giải thoát tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, vị ấy có thể đó, do vị ấy chứng đạt và an trú, thì chỗ này là vị ấy có thể chứng đạt và an trú, cái này nó bị dư một chút chỗ đây nè, do chứng đạt và an trú tâm giải thoát tuệ giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, thì vị ấy đạt đến cái chỗ mà mình thấy tâm giải thoát tuệ giải thoát chứng đạt an trú, thì là vị ấy đã đạt được tới bậc thánh rồi đó ha. Vị tỳ kheo suy nghĩ như sau, đây là an tịnh, đây là thù diệu, tức là chỉ, đó là an tịnh đó, chỉ chữ chỉ đây mình đọc thiền chỉ thiền quán đó, nó lặng an tất cả các hành, dừng dừng bật ha, tất cả các hành, từ bỏ tất cả các sanh y, các sanh y là nền tảng của sự tái sanh hoặc là nguồn gốc của sự tái sanh đó, đoạn tận tham ly tham, đoạn diệt niết bàn. Niết bàn tịch tịnh, thì mình thấy là vật này vật kia là do phân tích ở đời, đối với vị không dao động bởi vật gì ở đời thì vị ấy an tịnh, không có si ám hay là không có tối mù, thấy cái gì cũng rõ ràng, vật này hay là cái hình ảnh này kia tới là do nhân duyên, mình có mắt sáng tỏ rồi có hình ảnh trước mắt, rồi có sự tiếp xúc giữa các căn và các trần, thì bắt đầu là chúng ta có thức khởi lên, chúng ta thấy được đó, thì không có phiền muộn, không có phiền muộn, không có khổ sở, rồi do vậy mà vị ấy cũng không có mong cầu, không có ham muốn, thì Đức Phật nói là người như vậy vượt khỏi sanh già. Thì chúng ta cũng vậy ha, chúng ta đừng có quá phân biệt vật này vật kia nhiều, rồi mình nhìn thấy nghe thấy mình ghi nhận tướng chung tướng riêng, mình lao theo cái đó, cái tâm mình nó buông theo cái đó, gọi là không có giữ tâm được, không có quan sát tâm được, mà chúng ta bỏ tâm theo vật là mình bị trật đó. Mình quay trở lại, mình quan sát, mình đừng đổ thừa, tại cái người đó nói câu này mình thấy mình không thích á, mình bực, ai biểu nói gì chi vậy đó, không phải, lúc đó mình nghe xong rồi mình nhận biết cái nội dung, rồi là mình ghi nhận cái tâm mình nó có khởi lên sân hay không, sân nhiều hay ít, mình nói là nói lý thuyết vậy, nhưng mà quý vị mình nhìn thẳng vô cái tâm đó đó, nó đang diễn tiến thế nào ha, là mình đang thực hành thiền chánh niệm tỉnh giác đó. Kinh 33 Thế Tôn dạy tôn giả Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất đó, Thế Tôn có thể thuyết pháp là theo ba cách, mình học chương 3 đó gì cũng ba hết ha, một cách tóm lược, một cách rộng rãi và một cách tóm lược và rộng rãi, đó là kết hợp trong cái bài đó, thì ngài sẽ giảng cái câu đó, ngài sẽ giảng là tóm lược. Rồi thường chúng ta thấy là đại chúng á, có nhiều người họ thỉnh ngài ba lần vậy đó để ngài giảng, xin ngài giảng rộng ra rồi có khi thì tùy ngài, ngài giảng tóm tắt rồi bắt đầu ngài giảng rộng, đó là có sự kết hợp. Thì khi nào tỷ kheo, nó tương tự cái bài trên, đối với thân có thức này không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên ha, và đối với tất cả các tướng ở ngoài cũng không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Cái thứ ba là và do chứng đạt an trú tâm giải thoát rồi giải thoát, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, mà nguyện vị ấy chứng đạt và an trú tâm giải thoát rồi giải thoát ấy. Khi mà chứng rồi đó rồi là vị đấy có thể chứng đạt, là do an trú rồi được cái trạng thái đó, cho nên là chỗ này là không phải là bị dư ha. Chỉ sợ nhiều khi mình copy bị dư chút xíu. Người như vậy gọi là tỳ kheo đã chặt đứt khác ái, cởi mở kiết sử, cởi bỏ luôn đó, với chân chánh kiêu mạn, chân chánh hiện quán kiêu mạn, hoặc là
tránh truy cư mạng. Rõ ràng là mình thấy cái cư mạng đó, nó giả giả tạo đó, nó giả giả họp, mình thấy cái đó. Xong rồi chẳng hạn như có người bận cái áo đẹp, mua về được cái áo đẹp hàng hiệu đắt tiền, rồi cái mình nhìn cái mình thích thích, à cái này trời tôi đẹp vậy đó, à tôi mua rồi tôi đẹp, nhìn vô kiếm cũng thích thích ha, rồi mình cũng được á, mình cũng bằng ta vậy đó, kêu mạng nó khỏi lên. Còn cái gì bận vô như phương tiện thôi thì không có còn kêu mạng nữa, bị họ đã thấy rõ đó, chánh tri tức là họ biết rõ mà một cách chân chánh, đúng đắn cái kêu mạng của mình, nó trật, cho nên là đoạn tận khổ đau. Nếu mà mình kêu mạng thì cho trong tâm mình nó bắt đầu nó đi trật rồi đó, thì nó có gọi là cái tà pháp, gọi là cái pháp sai rồi, nó không đúng, bắt đầu mình đi theo lao theo đó, mình bám vô cái không đúng. Thế nhưng mà mình nghe nói là thả mồi bắt bóng vậy đó, không có đúng mà mình theo theo. Thì kinh 34, ba nguyên nhân khởi lên các nghiệp bất thiện đó là tham sân si, cái này là ai cũng rành hết ha. Thì bên dưới là ba nguyên nhân khởi lên các nghiệp thiện là không tham, không sân, không si, hoặc là mình đọc là vô tham, vô sân, vô si cũng được. Thì phàm nghiệp nào được làm vì tham, sanh ra vì tham, duyên khởi vì tham, tập khởi từ tham, nó có nguồn gốc từ tham đó. Thì tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu thì chỗ ấy nghiệp ấy được thuần thục, chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả vị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, ngay trong đời sống kế tiếp hay trong một đời sau nữa đó, kiếp này, kiếp kế hay là kế nữa. Thì nghiệp được sanh ra từ tham, nó có nguyên nhân duyên khởi, điều kiện là do tham, tập khởi nguồn gốc của tham, tự ngã nó hiện hữu lên. Thì nghiệp những cái hành động qua thân khẩu ý nó thuần thục, nó rành rẽ, mới đầu khởi một lần, hai lần, ba lần, thì quả vị thục, kết quả của nghiệp ấy sẽ được chúng ta cảm thọ liền vậy đó, ngay trong hiện tại hay đời sống kế tiếp hay đời sau nữa. Ví dụ như kết quả nó hiện ngày hôm nay đã là hiện tại đi, đó là đời sống kế tiếp là ngày mai rồi, thì là đời sau nữa là ngày kia vậy đó. Thì sân với si cũng vậy, nếu mà phàm mình thế vô ha, phàm nghiệp nào được làm từ sân đó, rồi cái cũng sanh ra từ sân, vân vân, mình thế chữ tham bằng chữ sân, chữ si cũng vậy đó. Thì đây mình tóm tắt cho quý vị dễ, tức là từng bài đều được tóm tắt rất là gọn. Ví như hạt giống không bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, mình thấy cái hạt giống nó cứng chắc rồi đó, nó tròn trịa cứng chắc rồi đó, là gieo là vào ruộng rất là tốt ha. Đó, còn tươi tốt được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt, ruộng cũng tốt nữa, hạt giống cũng tốt nữa, được trồng vào đất khéo sửa soạn, tức là cày bừa, gọi là làm tùy cái hạt giống đó mà mình cần, thì được lại trời mưa xuống đều đặn nữa, thì hạt giống tăng trưởng lớn mạnh nữa. Thì ví dụ như tham sân si vậy đó, nếu mà có sanh khởi lên thì bắt đầu nó có cây lên. Hạt giống này là mình có ba hạt giống tham sân si, giờ cây nó trỗi lên, rồi mình học tới cái sau để làm chi, để mình bỏ cái hạt giống nó đi. Hạt giống tham sân si gọi là tam độc. Giờ mình qua không tham, không sân, không si, đó là ba nguyên nhân nó khởi lên các nghiệp thiện. Thì phàm nghiệp nào được làm từ không tham, sanh ra từ không tham, duyên khởi từ không tham, nó tương tự cái trên đó mà thế cái chữ không tham vô, vì rằng tham được từ bỏ, như vậy nghiệp ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la. Cây ta la như là cây thốt nốt, mình đi về miền Tây đó, An Giang hoặc là gần cái biên giới Campuchia mình thấy nhiều lắm. Cây thốt nốt, cây ta la nó cao thẳng lên vậy đó. Thì ngày xưa đó, lấy ví dụ gì mà cao bao nhiêu các thầy cũng nói là lấy đó cao mấy cây ta la, nước dâng lên một cây ta la, hai cây ta la ha. Thì được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Thì khi cây ta la người ta đốn ngang cái ngọn nó không có lên được nữa rồi. Cây thì chặt đứt từ gốc rễ đó, mình thấy cái cây mình trồng mà giờ người ta đem chặt cái rễ đứt luôn rồi, nhờ cái ngọn cũng đứt luôn, nó còn cái thân vậy thôi á, thì để nó nằm đó thì nó không có sanh thể trong tương lai, là ví dụ là cây ta la đó. Thì nếu mà tham sân si mà chúng ta thấy rõ nó như vậy, bây giờ mình đoạn tận, mình không còn nuôi dưỡng nó nữa, để cho nó dần mòn, nó héo và nó chết, thì bắt đầu là mình tới cái chỗ không tham, không sân, không si. Thì cái đoạn đó ha, mình thế cái sân cái si vô,
là tương tự, không thân không si, chứ không sân không si là nhân thiện lành đó. Thì tương tự ở trên thì hạ ngài cũng có cái ví dụ là ví dụ như là các hạt giống mà không bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt đó, giống như trên ha. Nhưng mà sao tới được khéo gieo vào, được khéo gieo rồi đó, mà một người họ lấy lửa họ đốt, họ đốt nó đi, đốt cái hạt nó đi, rồi làm cho chúng thành tro, quạt cho chúng trong gió lớn, hay cho vào dòng nước sông chảy mạnh cuốn đi, như vậy thì hạt giống đó còn không à? Hạt giống đó không có còn được, không có còn nữa. Hạt giống đó được đoạn tận, được đoạn tận rồi cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm không thể hiện hữu, được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Thì như vậy là vị này họ quyết liệt với cái tham sân si bằng cách là mình thấy nó như hạt giống vậy đó, mà bây giờ mà gieo vào đất tốt ha, mình vào mình hưởng thụ cái cuộc đời rồi vui chơi, thì tham sân si nó dần dần nó lớn mạnh, nó mạnh lên. Còn cái này á, vị đó biết rõ nó rồi, nó nguy hại như thế nào, người ta mới lấy ví dụ giống như là nó có là hạt giống thì mình lấy lửa đốt chúng rồi chưa đâu, đốt rồi thành tro luôn á, tức là mình đốt tận nó luôn rồi, xong rồi còn quạt cho nó bay trong gió lớn, hay là thải giờ dòng nước sông á chảy mạnh là nó trôi mất luôn đó. Thì như vậy là được đoạn tận ha. Thì hạnh nghiệp nào sanh từ tham sân si là do kẻ vô trí lạc, khi mà họ không biết đó thì họ là nô lệ của tham sân si, cho nên là bị tham sân si sai khiến làm này làm kia, dầu ít hay nhiều thì cũng được cảm thọ tại đây, không chờ đến nơi khác, cho nên là nên từ bỏ tham sân si, làm khởi lên minh trí, từ bỏ mọi khổ cảnh. Mình giờ Đức Phật nói như vậy là kẻ vô trí làm, mình đang tu tập là mình phải sửa, thấy rõ nó, phải nhìn tâm mới thấy nha, không nhìn tâm cái mình cứ nghĩ tâm tôi tu tâm được rồi, nhưng mà mình không nghĩ là tâm mình nó nay nó cũng còn cái này cái kia. Mình phải nhìn nó mình mới thấy, giống như là cái áo đó, mình nhìn mình mới biết chỗ này nó dính hàng chút mực, cái viết mực đỏ chút, mực xanh chút kia là dầu vậy đó. Thì mình mới tùy mình cho cái thuốc xà bông hoặc thuốc tẩy, mình tẩy chỗ đó, còn mình không nhìn là không thấy. Bữa nào mình cũng bận cái áo đó vô, mình cứ đinh ninh là nó sạch là vậy. Chúng ta qua kinh 35. Thế Tôn ở Alavi, ở Goma, ở tại Gomagga trong rừng Simsapa, rồi Hathaka là hoàng tử người Alavi bỏ hành du ngoạn, thì thấy Thế Tôn ngồi trên cái chỗ trong rừng á có trải lá, mà lúc đó là giữa mùa đông tuyết rơi, đất thì khô cứng, lá thì lưa thưa, nên là nệm lá nó mỏng manh lắm, ngài ngồi trên đó nó rất mỏng manh, mà lại trời lạnh nữa, y cà sa thì mỏng, gió thổi nhiều, cho nên là hoàng tử mới đi đến Thế Tôn đảnh lễ bạch hỏi Thế Tôn có an ổn không, an lạc không. Thì Thế Tôn mới nói là ngài sống an lạc. Tại vì sao? Vì đối với tham ái, đối với sân, đối với si, ba cái ha, tham ái sân si, mình học chương ba pháp cho nên cái nào cũng ba. Ngài đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho thân như thân cây ta la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, cho nên là ngài cảm thấy rất an lạc và luôn luôn được an lạc. Còn dù người gia chủ, cái này là nội dung trong bài luôn hết luôn á, dù người gia chủ hay con người gia chủ có nhà nóc nhọn, có tường tô kỹ trong ngoài, kính gió chốt chặt, cửa sổ đóng kín, chỗ nằm có trải thảm len lông dài, có tấm trải giường bằng len trắng, chăn len theo bông đệm bằng da quý của con sơn dương Kadali. Ở con sơn dương này có cái bộ lông rất là đẹp và rất là quý, có lọng che phía trên và gối nệm đỏ cả hai đầu, đèn thắp đỏ và bốn vợ đẹp hầu hạ. Nếu họ khởi lên những nhiệt não về thân hay tâm thì do tham ái sân si sanh, họ cũng bị đau khổ không được an lạc, do họ bị nung nấu bởi những nhiệt não ấy. Thì còn Đức Phật ngài ngài dứt trừ tham sân si rồi, cho nên là ngài không còn nung nấu bởi những điều đó. Còn người đời thì dù cho nhà cao cửa rộng, thật là đẹp, thật là đầy đủ tiện nghi, nhưng mà khi nào còn tham sân si, dù ít hay nhiều thì nó cũng ảnh hưởng tới mình. Khởi lên rồi mình đâu có thấy, mình không có thấy nó, mình thấy cái đó cần làm, cái đó cần nói, cái đó cần phải suy nghĩ tính toán này kia, nhưng mà làm với cái tâm
không có hay, hành động lời nói không hay thì đau khổ. Cho nên là vị phạm chí tịch tịnh, không bị dục ô nhiễm, trong mát không có sanh y. Không có sanh y không còn cái nguồn gốc của tái sanh, không còn cái nền tảng của tái sanh, upadi đó. Dứt trừ mọi tham trước, nhiếp phục tâm sầu khổ, an tịnh cảm thọ lạc. Ngày ngày dạy vậy ha, là quý vị mình đây là biết rất là nhiều, mình áp dụng thêm. Cái chương này là chương Thiên Sứ, thì nó cũng có lấy nội dung của cái bài này nè, Thiên Sứ nè, bài số 36. Bài này rất là hay. Ba Thiên Sứ, có người đó thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, tức là tam nghiệp bất thiện, tam nghiệp ác. Thì khi mà thân quả mạng chung đó sanh vào cái cõi khổ, những người cai ngục á mới bắt dẫn người đó tới vua Yama, tức là Diêm Vương, Yama Raja, và thưa, người cai ngục á, họ thưa: thưa đại vương, người này không kính mẹ, không kính cha, không kính sa môn, không kính bà la môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình, đại vương hãy trừng phạt nó. Thì vua Yama đó là Diêm Vương mới chất vấn người đó: có thấy ba thiên sứ hiện ra giữa loài người không? Người ấy thưa rằng: dạ con không có thấy. Thì vua Yama mới hỏi người ấy là: vậy chứ có thấy người đàn ông, người đàn bà hay người đàn ông khoảng 80 tuổi hoặc là 90 tuổi hay là 100 tuổi, già yếu lưng còm, cong như nóc nhà, tức là cái cong quằn như cái đà mà đỏ mái đó, lâu ngày cái mình hồi xưa mà nhà ai lập ngói đó mình thấy rõ, cái cây nó ăn lâu năm cái đó là nó quằn xuống. Chống gậy vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn tuổi trẻ đã tận, răng rụng tóc bạc hư rụng, sói đầu da nhăn, đầu cũng rung ha, đầu rung 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 vậy đó. Rồi tay chân da mồi khô đét không? Vị này nói: dạ cái đó thì con có thấy. Rồi tới thứ hai là Diêm Vương mới hỏi: vậy ông có thấy một người đàn bà hay người đàn ông bệnh hoạn khổ não nguy kịch, nằm ngủ lầy trong tiểu tiện đại tiện của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống hay không? Những người lớn tuổi đó thì bắt đầu già yếu rồi, không có đi nổi, thì bắt đầu nằm đó rồi đại tiểu tiện ở đó luôn, nó lầy đó, ngủ lầy trong đó. Thì khi mà ngồi dậy hay nằm xuống cũng cần có người khác nâng. Mình thấy là cái bệnh hoạn như là vậy đó là ai cũng phải chịu. Vị này nói là: dạ thưa có thấy. Thứ ba là: ông có thấy một người đàn bà hay một người đàn ông chết được một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày, sưng phù lên, xanh xám lại và nát rửa ra hay không? Thì lúc mà thời Đức Phật đó, có những nơi là họ có cái nghĩa trang, khi mà chết đó là quăng ra đó cũng có nữa. Đến một ngày, hai ngày, ba ngày, thì có những vị họ đi thiền thiền định á, về cái chết nè, rồi về quán tử thi, thì họ ra họ họ xem ngồi đó, thì họ thấy cái thân này là chết một ngày nè, nó khác, nó hai ngày ba ngày nó khác, nó phình trương lên rồi nó nứt ra, máu rồi mủ mấy cái chất nhầy chảy ra, mỡ chảy ra vậy đó. Rồi từ từ rồi theo cái sự phân hủy đó, hôi xanh rã rời ra, nát rửa ra. Có khi thì con này con kia nó đến nó ăn con quạ kênh kênh, sâu bọ nó tới, trong đó nó có dồi nữa. Thì cái đó con có thấy. Đó, ông Đông nói vậy. Thì vua Yama mới hỏi người đó: lớn tuổi rồi hiểu biết, có nghĩ rằng là mình cũng sẽ già không tránh khỏi già, mình cũng sẽ bệnh không tránh khỏi bệnh, mình cũng sẽ chết không vượt qua được cái chết hay không? Cho nên là phải làm điều lành về thân khẩu ý, có làm không? Thì người đó nói là: dạ bị con lúc mà còn sống con do phóng dật, con không có làm điều lành nào hết. Đó, ông nói vậy. Thì vua Diêm Vương mới phán rằng, vua Yama là Diêm Vương đó, mới phán rằng: người này đó do phóng dật không có làm điều lành về thân khẩu ý gì cả, thì chúng ta sẽ làm cho ngươi đúng theo sự phóng dật đó. Thì ác nghiệp ấy không phải mẹ làm, cũng không phải cha làm, anh chị em bạn bè thân hữu hay bà con huyết thống hay chư thiên sa môn bà la môn làm, cho nên là bây giờ là ông phải chịu. Thì ác nghiệp ấy do chính ngươi làm, do chính người này làm nên sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy. Thì quả dị thục đó là đau khổ, là người cai ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Năm cọc là sao ạ? Năm cọc là lấy năm cái cọc sắt nung đỏ tươi gì đó, rồi bắt đầu đóng vào hai bàn tay, hai bàn chân, với giữa ngực là năm cái cọc. Người ấy ở đây thọ lãnh cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt,
rất là đau, đau không chịu nổi, nhưng mà không có thể nào chết đi được vì ác nghiệp chưa có được tiêu trừ. Khi nào mà ác nghiệp chưa được tiêu trừ là còn phải chịu khổ như vậy, không phải muốn chết là chết ha. Rồi tới kế đến, đâu phải vậy là xong ha, kế đến thì bị bắt nằm xuống, cái gì chặt vào người hả, là mình cũng vân vân, là cái chỗ này là ở trên đó, giống như trên đó là thọ cái cảm, thọ lãnh các cảm giác đau đớn cực khổ thống khổ khốc liệt, nhưng không thể mệnh chung khi ác nghiệp chưa được tiêu trừ, đó là vậy đó. Rồi cái ba chấm là mình tóm gọn ở trên đó là thọ lãnh cảm giác, rồi tới kế đến bị rìu chặt rồi nằm xuống, rìu chặt rồi đứng dựng đứng lại, dựng ngược lên mới là lấy dao sắc chặt vào. Thì cái này mình nói thấy bị chặt bị chém là vậy đó ha. Nó nằm nằm xuống thì lấy rìu chặt rồi dựng ngược lại, lấy dao bén chặt vào chém vào, thì người đó cũng bị đau khổ khốc liệt thống khổ, nhưng mà không thể chết được vì nghiệp ác của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi xong rồi là cột vô chiếc xe kéo chạy tới chạy lui trên đất, bị nung đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực luôn. Như cái rừng cháy mà chiếc xe nó cứ kéo chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui đó, không phải chạy qua một lần rồi thôi ha, chạy tới chạy lui. Chưa nữa thì nằm ngang, nằm ngang rồi giờ là, coi như là ngang dọc gì có đủ hết, bắt đầu là đưa lên cái sườn núi cũng than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Bây giờ cái than nóng cháy như vậy ở trên cái sườn núi đó mà cũng kéo tới kéo lui, đẩy lên đẩy lên kéo xuống, đẩy lên kéo xuống. Chúng ta thấy là mới có 5 cái đó, đó mà thấy như vậy rồi ha. Rồi họ lại còn bị nắm ngược người quăng vô giặt dầu bằng đồng, giặt dầu mà sôi thì thôi ha, còn đồng nung đỏ thì cái nồi nó nóng dữ lắm, thêm cái nhiệt độ mà nung đỏ mà cháy đỏ mà cháy thành ngọn, cháy đỏ rực, thì bọt á, bọt dầu nó sôi sùng sục vậy đó. Người đó thì khi thì nổi, khi thì chìm xuống đáy, thì khi thì giạt ngang qua lại. Chúng ta thấy khốc liệt, nhưng mà ba chấm này là họ thọ lãnh cái cảm giác thống khổ nhưng mà chưa được mệnh chung, chưa được chết vì ác nghiệp chưa tiêu trừ. Rồi xong là cái cuối cùng đó là quăng vô đại địa ngục có 4 góc 4 cửa thành phần bằng nhau, xung quanh tường sắt, mái sắt trên, nền sắt dưới, nung cháy đỏ rực, luôn nóng rộng 100 dặm. À, 1 dặm khoảng là 20 km, tại vì có nơi thì nói là 17 cây số, hoặc là xin lỗi, 7 cây số hoặc 9 cây số hoặc 12 cây số, thì nếu mà mình tính theo cái đơn vị thì nó ra là khoảng 20 cây số, thì 100 dặm là gần 2.000 cây số, rộng lắm. Thì ngay cả vua Yama cũng thấy rõ những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy, thì vua, bản thân vua cũng mong rằng mình sẽ được làm người, và lúc đó thì có Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện để mà vua có thể hầu hạ Thế Tôn, được Thế Tôn thuyết pháp cho nghe và thông hiểu pháp do ngài dạy. Là như vậy thì chúng ta có cái phần rút ra là dầu thiên sứ báo động ha, là 3 thiên sứ ở đời đó, người già, người bệnh, người chết. Mình thấy 3 thiên sứ đó mình bỏ qua, mình lo vui chơi hưởng thụ đó. Thì dầu 3 thiên sứ báo động nhưng mà thanh niên đó vẫn phóng dật và buồn lung ha, u buồn lâu dài làm người hạ liệt, tức là thấp kém, không có tu tập tiến lên. Còn bậc chân nhân thì không bao giờ phóng dật trong diệu pháp bậc thánh, họ sợ chấp thủ hiện hữu sanh tử. Họ sợ là mình cái gì mình cũng nắm bắt rồi mình nặng nề ha, nhưng mình đi đâu mình xách nhiều đùm đùm đề đề vậy đó, nó nặng nề, bỏ bớt xuống, nhẹ hơn nhẹ hơn. Có người đi thấy nặng quá, không có chấp cái gì hết, không có nắm bắt giữ gì hết, rồi họ sợ hiện hữu sanh tử ở cõi này, dù cho hay hơn ở cõi trời, cõi phạm thiên rồi thì có sanh thì phải có tử. Thọ dù cho bao nhiêu năm dài, thật là dài mấy triệu năm đi nữa, thì hết tuổi thọ thì chúng ta cũng tái sanh đi xuống làm lại. Người ta thấy nó vất vả cực nhọc quá, khổ sở quá, cho nên là ráng tu tập giải thoát, giải thoát ra khỏi những luân hồi sanh tử hiện hữu đó. Gắng tu tập không còn chấp thủ, đoạn trừ sanh tử hiện tại tịch tịnh, vượt qua mọi oán giận oán hận sợ hãi, thoát mọi đau khổ. Thì toàn là những lời hay ha, mình học mình thực hành theo.
mình sẽ được an lạc. Kinh 37, cái này là nói về trong ngày thứ 8 của nửa tháng đó, bị gì tháng ở đó thì họ 15 ngày, từ mùng 1 cho tới ngày 15 là trăng tròn. Rồi mình 16 ha, 16 tới 30 thì họ lại mùng 1 tới 15 đó là cái tháng trăng khuyết. Vậy đó, ở bên Miến cũng vậy, ở bên Ấn thì bên ngày thứ 8 của mỗi nửa tháng là vậy đó ha, tại vì gần như là một tháng của họ 15 ngày. Cái tháng này trăng tròn, cái họ vẽ cái ô, cái nốt tròn, hình tròn màu đen là, hoặc hình tròn màu đỏ. Đó, đầu tháng đó mùng 1 cái họ vẽ tháng, họ nói là tháng trăng tròn hoặc tháng trăng khuyết. Thì tới ngày 15 cái họ vẽ một cái tròn, ô tròn màu đỏ là cái biết ngày đó ngày rằm, còn cái kia là cũng cái hình tròn màu màu xanh hoặc là màu đen là trăng khuyết. Thì khi mà ngày 8 của nửa tháng thì tương ứng với bên mình là mùng 8 23 đó, các vị đại thần cố vấn cho bốn thiên vương đi du hành trong thế giới này xem trong loài người phải chăng có nhiều người có hiếu với mẹ với cha, có kính các vị tu đó, các sa môn bà la môn, tôn trọng các vị gia trưởng, là những ông bà cô bác anh chị em anh chị của mình đó, có làm lễ Ubosatha tức là lễ Bồ Tát hay không, có đề cao cảnh giác, có làm công đức hay không. Đó, mùng 8 là các vị này đi nha, các vị đại thần cố vấn đi. Tới ngày mà 14 đó thì hoàng tử con của bốn vị thiên vương đã đi du hành trong thế giới này cũng tương tự đó, để xem coi có ai có hiếu với mẹ với cha, với sa môn mà có kính các sa môn bà la môn không, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ giữ giới hay không đó, về lễ Bồ Tát hay không. Tới ngày rằm đó, ngày lễ Ubosatha thì bốn vị thiên vương đích thân đi du hành cũng vậy đó, cũng xem cho thế giới coi có ai có hiếu với mẹ cha. Nên là chúng ta tu tập tốt trong mấy ngày này ha, xong rồi chẳng những mấy ngày này không là mình quen rồi, mình cũng tu tập tốt, mình có hiếu với mẹ với cha, kính các vị tu hành, rồi tôn trọng những bậc trưởng thượng lớn tuổi, rồi mình giữ giới để làm chi, để mình được an ổn tốt đẹp ngày một đi lên. Cái nền tảng mình nó có đó, đâu có gì mà phải buồn phiền, cái gì mình cũng làm tròn đủ, mình an ổn thì có giới sanh định, định sanh tuệ là vậy đó. Nếu chỉ có ít người giữa loài người có hiếu với mẹ cha, có làm các công đức vân vân, thời bốn vị thiên vương liền trình báo với chư thiên ở cõi trời 33. Đó là cái cõi trời cao hơn đó ha, tứ thiên vương xong rồi tới cõi trời 33, đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudama. Chư thiên cõi trời 33 không hoan hỷ, bị gì có ít người quá, ít người có hiếu thì các vị trời không có quan hệ, và các vị trời nói là thật vậy, thiên chúng sẽ bị tổn giảm, là các vị trời sẽ bị tổn giảm và Atula sẽ được sung mãn. Hai bên hay đánh nhau, hai bên đó đánh nhau thì bây giờ ít người có hiếu quá thì ít người sẽ được sanh thiên, thì buồn không có quan hệ, nói vậy đó, nói vậy là mình bị tổn giảm và cái phần Atula đó sẽ nhiều hơn, sung mãn hơn. Thì ngược lại, nếu có nhiều người có hiếu rồi có kính các vị tu hành chân chánh thì sao, thì có làm công đức đầy đủ thì bốn vị thiên vương cũng tương tự ha, bốn vị thiên vương mới trình báo với cõi trời 33, nói là như vậy thì các vị thiên ở cõi trời 33 mới hoan hỷ, nói thật vậy thiên chúng đã được sung mãn, còn Atula sẽ bị tổn giảm. Lúc đó thì thiên chủ thuyết giảng cho chư thiên ở cõi trời 33, trong khi ấy nói lên bài kệ, trong cái bài này cái nội dung nó cũng xoay quanh cái bài kệ ha. Ngày 14 ngày rằm, ngày 8 trong nửa tháng, tức là mùng 83 đó, kể cả phần đặc biệt tức là ngày mùng 1 với ngày 29 hoặc 30, theo làm lễ Bồ Tát vị ấy giống như ta. Ý nói là các vị ở dưới cõi trời, cõi trần đó, dưới thế gian đó, thì nếu mà làm lễ Bồ Tát thì sẽ giống như vua trời Đế Thích, thiên chủ Sắc Ca là vua trời Đế Thích. Thế Tôn mới nói là bài kệ ấy thiên chủ Sắc Ca nói sai, không nói đúng. Vì cớ sao? Vì thiên chủ Sắc Ca chưa ly tham sân si. Đó, mình học ba pháp ở trên đó ha, tham sân si thì cái chỗ này chưa có ly tham sân si được. Còn vị tỳ kheo là bậc A La Hán lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, là gánh nặng của ngũ 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 thủ uẩn á, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận. Kiết sử mà mình muốn hiện hữu chỗ này chỗ kia,
chánh trí giải thoát với vị tỳ kheo ấy, lời nói là lời nói trong bài kệ này nè mới là thích đáng. Còn vị thiên chủ Sắc Ca là nói chưa có đúng lắm, vì cớ sao vì vị tỳ kheo ấy đã ly tham sân si. Cái bài kệ gì đó, bài kệ mà trong khi thuyết giảng xong đó, vua Trời Đế Thích nói bài kệ này, nhưng mà Đức Phật nói là vị tỳ kheo nào A-la-hán á thì nói được, còn vua Trời Đế Thích là nói sai, nó không có đúng bởi vì là chưa có ly tham sân si. Cái bài 38 đi, và chúng ta qua bài 38 thì cũng tương tự vậy đó. Tương tự cái bài đó ha, y như bài 37 nội dung đó, nhưng mà bắt từ cái chỗ mà cái bài kệ đó thôi. Trong lúc thuyết pháp thì vua Trời Đế Thích đã nói vậy rồi, Đức Phật ngài nói là bài kệ nói sai không đúng, do là thiên chủ chưa có ly tham sân si, chưa có thoát khỏi được sanh già chết sầu bi khổ não, chưa có được A-la-hán, chưa có chánh trí giải thoát. Rồi, chúng ta qua bài kinh 39. 39 là khi Bồ Tát chưa xuất gia được nuôi dưỡng tế nhị, nuôi dưỡng tế nhị hoặc là nuôi dưỡng tỉ mỉ chu đáo khéo léo đó, chữ Sukumala, tối thắng nuôi dưỡng tế nhị, tức là được nuôi dưỡng khéo léo, khéo léo nhất luôn đó, vô cùng tỉ mỉ chu đáo khéo léo luôn đó. Cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị, tức là tuyệt đối tỉ mỉ. Cái chỗ cứu cánh này là the end đó, là at most, tuyệt đối chu đáo khéo léo. Trong cung phụ vương có các hồ nước được xây cho Bồ Tát, hồ thì trồng sen xanh, hồ sen đỏ, hồ sen trắng, rồi hương chiên đàn ngài dùng là từ xứ ca si đến nha, nhập á, hàng tốt đó. Khăn y áo giải ca si cũng là loại vải hàng hiệu ở hồi đó, lọng trắng che ngài đêm tránh lạnh nóng bụi cỏ sương. Ngài có ba lâu đài, mùa đông, mùa hạ, mùa mưa. Ở này tương tự bên Miến cũng vậy, họ phân ra là mùa hạ, mùa nắng, mùa mưa với mùa đông. Tại lâu đài mùa mưa trong 4 tháng có nữ nhà công đoanh vây, ngài không xuống dưới lầu. Trong cung vua các người đầy tớ, người làm công được cho ăn cơm nấu bằng gạo ngon sa ly với thịt, đầy tớ cũng được tốt như vậy, rồi ngài được nuôi rất là chu đáo tỉ mỉ, lo từng chút từng chút. Dù được sự giàu sang chu đáo như vậy, nhưng ngài nghĩ rằng kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già lại phiền bực hổ thẹn ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy, ta cũng bị già không vượt qua khỏi già, sau khi ngươi thấy người khác già ta có thể bực phiền hổ thẹn ghê tởm sao, như vậy thật không xứng. Thì khi mà quan sát như vậy thì phiêu mạn tuổi trẻ của ngài đó, mình thấy mình trẻ người đó sao già cả đi lẩm khẩm thấy mệt vậy đó, nào không có, ngài ngài thấy vậy kỳ quá, ngài quan sát quán chiếu bắt đầu là sự kiêu mạn tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn luôn. Rồi tới bị bệnh bị chết, ngài cũng quán tương tự như vậy đó, thì quan sát như vậy thì sự kiêu mạn về sự sống nè, rồi sự kiêu mạn về sức khỏe ha, về tình trạng mà không bệnh á, tình trạng không bệnh hoặc là kiêu mạn về sự sống, đã thấy người ta chết đó, mình còn sống, mình thấy trời ơi sao mà vô thường như vậy, mình tưởng mình sống hoài hả? Không phải, Đức Phật ngài có trí ngài quan sát đó, ngài dùng trí ngài quan sát, thì mình cũng vậy, mình là con của Phật thì mình cũng phải học theo và quan sát là già bệnh chết là ai cũng phải trải qua, không thể nào mà tránh được đó. Thì mình thấy rõ ràng là phân tích là thấy có ba cái kiêu mạn rồi đó, 1, 2, 3, kiêu mạn của tuổi trẻ, kiêu mạn không bệnh và kiêu mạn sự sống. Thì khi mình say sưa trong các kiêu mạn này đó, mình sẽ hành ác về thân lợi ý. Nếu mà mình hành ác, mình nói cái gì cho thỏa mãn mình thôi, kệ họ, buồn kệ họ, cái ác này đó là xấu nè, nói sai nè, ác ý nè, rồi nó thể hiện ra lời là thân. Thì khi chết á, bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục, vào địa ngục giống hồi nãy mình học trên đó, kinh thiên sứ đó, ba thiên sứ, rồi có người thì từ bỏ pháp học lui về đời sống thế tục nữa. Cho nên là phải sống như thật. Chúng ta sẽ học để biết cái pháp không sanh y, tức là không làm cho cái việc sanh tử luân hồi nó còn mãi đó. Thì sau khi nhiếp phục sự say sưa trong tuổi trẻ không bệnh và sự sống, thấy xuất ly an ổn nơi đã khỏi tinh tấn
thấy được niết bàn, không còn có thể thọ hưởng các dục vọng, được đến đích phạm hạnh sẽ không trở lui nữa. Đó là nói cái quả giải thoát của bậc A-la-hán rồi đó. Chúng ta qua kinh 40, ba tăng thượng gồm có tự ngã tăng thượng, thế giới tăng thượng và pháp tăng thượng. Thì cái tự ngã tăng thượng đó, cái chữ atta là tự ngã, mình làm cho bản thân tăng thượng lên. Thì vị tỳ kheo đến nơi thanh vắng rồi thẩm xét rằng mình xuất gia không phải vì tìm cầu tứ dục dụng, mà để đoạn từ các khổ, đoạn các khổ, nếu còn theo đuổi dục vọng thì không xứng đáng. Cho nên vị này mới tinh tấn chánh niệm, khinh an định tĩnh, làm tăng thượng tự ngã, từ bỏ bất thiện tu thiện, từ bỏ tội lỗi, gìn không phạm tội, giữ được tự ngã thanh tịnh, hoặc là giữ cho thân tâm được thanh tịnh. Đó là cái chữ tự ngã ở đây đó, giống như là mình dùng cái định nghĩa tương đối thôi ha. Tự ngã tăng thượng là bản thân gì đó được nâng cao lên, có tinh tấn, có an trú chánh niệm, khinh an định tịnh, rồi tới thế giới tăng thượng. Vị tỳ kheo đến nơi thanh vắng, tương tự ở trên vậy nè, thẩm xét rằng mình xuất gia không phải gì đó, vân vân, tới cái chỗ mà đoạn tận các khổ hả. Nếu còn dục tầm, sân tầm, hại tầm, tức là những cái tầm cầu của mình, những cái suy nghĩ của mình, cái hướng tâm của mình á, tới cõi dục, tới những thú vui trần thế, hoặc là sân hận, oán ghét ai đó, hoặc là muốn hại ai đó, thì thật không xứng đáng. Do vậy mà họ ngại các vị sa môn, bà la môn, chư thiên có thần thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, biết được tâm mình như vậy đó, cái quả trách xuất gia mà còn giữ gìn các pháp ác, pháp bất thiện, cho nên thấy ngại quá mới là khởi tinh tấn, an trú niệm, khinh an định tĩnh, làm tăng thượng thế giới, từ bỏ bất thiện tu thiện, từ bỏ tội lỗi, không gìn phạm tội, gìn không phạm tội, giữ được tự ngã thanh tịnh, hay là giữ cho thân tâm được thanh tịnh. Tới pháp tăng thượng, tăng thượng này là làm tăng cao lên, hoặc là làm cho nó nổi bật lên, nổi trội lên. Thì tương tự ha, cũng tùy theo đến nơi thanh vắng vậy đó, được pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, được người trí, có thể tự mình giác hiểu. Cái này là sáu đặc tính của pháp đó. Mình học đó, khi mình niệm pháp đó, là được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có kết quả tức thì, đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, được người trí, tự mình giác hiểu ha. Quý vị thuộc cái đó luôn. Những vị đồng phạm hạnh, họ biết và thấy mình được xuất gia trong pháp và luật khéo giảng như vậy, nếu mà mình sống biến nhát phóng dật á, thì không xứng đáng. Cho nên vị đó ngại, ráng tinh tấn, an trú niệm, rồi kinh an định tĩnh, cho nên là làm tăng thượng pháp, làm cho cái pháp, những pháp thiện đó, đúng đắn chân chánh, nó tăng lên, từ bỏ bất thiện, vị đó lo tu thiện, từ bỏ tội lỗi, gìn không phạm tội, giữ tự ngã được thanh tịnh. Đó là ba pháp. Ha, vị tăng thượng thì sở hành phải chánh niệm, vì thế giới tăng thượng hãy khôn khéo thiền định, thiền tịnh, với vị pháp tăng thượng hãy sống tùy theo pháp, sống tùy pháp, tức là không phải là pháp thế gian nó như thế nào mình tùy thuận theo đó, không phải. Này là sống tùy pháp, này là những cái pháp mà Đức Phật dạy mình thực hành đó, sống theo đó, tuần tự mình tu tập lên. Đạo sĩ không thối thất, tinh cần theo chân lý, như phục ma quân, chiến thắng tử thần, tử thần sanh được đoạn tận. Bậc đạo sĩ hiểu thế gian diệu trí, đối với tất cả các pháp không còn gì xúc chạm, hoặc là không còn gì khỏi tham muốn. Cái này là trong cái bài kệ đó, bài kệ mà sau cùng, sau cái bài kinh đó, thì mình tóm tắt lại chút xíu như vậy. Chủ yếu là mình thấy được có ba tăng thượng đó đó, làm cho bản thân, thân tâm mình tiến bộ hơn. Rồi thế giới, dùng chữ thế giới, đây Loka đó là dùng chữ thế giới, nhưng mà thật ra mình thấy là vị đó bỏ sân tầm, dục tầm, hại tầm, đối với những người xung quanh, hoặc là đối với thế giới xung quanh đó, là vậy đó. Làm cho hồi đó mình tham đắm trong cái thế gian này, thì giờ mình làm cho nó nâng cấp lên, tăng thượng lên. Đến phẩm số 5 là phẩm nhỏ, mấy bài ngắn ha. Do sự có mặt của ba pháp này, một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Đó là thứ nhất là lòng tin hay là tín, thứ hai là vật cúng dường bố thí, và thứ ba là các vị xứng đáng được cúng dường.
Nếu mà mình có ba cái pháp này đó thì một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước, hoặc là Phật tử vị nào có lòng tin thì tạo ra nhiều phước. Đầu tiên là họ tin nè, rồi họ có vật cúng dường bố thí và họ nhìn thấy được những vị xứng đáng được cúng dường. Thì bắt đầu họ họ đến họ cúng dường, họ có nhiều phước đức. Kinh số 42, do ba sự kiện này một người biết là có lòng tin. Mình để coi ba sự kiện nào mình biết người đó tin hay không tin. Bản thân mình cũng vậy, không biết mình có tin hay không tin. Thì ngài dạy là có ba sự kiện này giống như là cái thước đo vậy đó. Là thứ nhất là mình có ước muốn thấy người có giới hay không, người giữ giới hạnh thanh tịnh, mình có ước muốn gặp họ không, mình có ước muốn nghe diệu pháp không. Ở đây là quý vị là có nè, là thích đi học nè, thích nghe diệu pháp. Chữ diệu pháp ở đây là chữ Sattama đó, diệu pháp hoặc là chân pháp, hoặc là những cái lời dạy của Đức Phật một cách chân chánh. Nhiếp phục với sang tham, họ có nhiếp phục với sang tham hay không, họ có luôn quay vô để thanh lọc tâm, chuyển hóa tâm hay không. Thì với tâm ly cấu uế của sang tham, thì mình nói mới có sang tham thôi đó, cấu uế của sang tham thôi đó. Sống trong nhà bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, là sao, là ai xin gì mình cũng cho hết, sẵn sàng. Người đó nói cho tôi cái này đi, tôi còn cái này cũng cho đó, sẵn sàng để được yêu cầu đó, là hễ có ai yêu cầu á là mình sẵn sàng cho nó nhẹ vậy đó, không có mà suy nghĩ tới lui nhiều. Có người họ họ phải cân đo nhiều lắm, cuối cùng họ cũng cho. Còn có người thì thấy người ta cần cái cho liền vậy đó. Nó khác nhau thì cái phước báo nó đến nó cũng khác khác chút. Thích phân phát vật bố thí, thích đi từ thiện, thích đi bố thí mà họ tự tâm ha, chứ không phải là họ nói bây giờ người ta ai cũng đi bố thí, mình không đi bố thí cũng kỳ. Rồi xong rồi khi phân phát lại chụp hình nhiều rồi đó, là cái đó coi chừng nó bắt đầu mình nó chuyển qua cái phần mình thích danh, hay là có cái ngã mạn nó nổi trong đó rồi nó chèn vô trong đó mà mình không hay. Đó là ba cái. Đầu tiên là mình ước muốn gặp thấy người có giới, giữ giới hạnh thanh tịnh. Thứ hai là muốn nghe diệu pháp, và thứ ba là nhiếp phục với sang tham. Mình cho đi được lợi nhiều lắm. Mình cho đi thì cái sự sang tham trong mình á, cái sự bỏ thẻ nó giảm đi và nó mất. Thứ hai là cái người mà cho đó được phước, được đồ vật cần dùng. Rồi thứ ba là mình có công đức. Rồi ba điều này thì kinh 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 có liên quan. Cho nên là mình đem ba cái điều này là mình lên để trên. Ba điều này thì kinh 43 nói gì, kinh 44 nói như thế nào, và kinh 45 nói như thế nào. Thì ba điều đó là: điều thứ nhất là người thuyết pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Đầu tiên là nghĩa và pháp của cái bài đó, là người thuyết pháp phải liễu giải nghĩa và liễu giải pháp, giảng giải cho rành rẽ ha, hiểu rõ. Cái thứ hai là người nghe pháp cũng vậy, cần phải liễu giải nghĩa, cần phải liễu giải pháp, hiểu rõ. Rồi cái thứ ba là người thuyết pháp và cả người nghe pháp, là ba: một cái là người thuyết, một cái là người nghe, và cái thứ ba là cả hai. Người thuyết pháp và cả người nghe pháp cần phải liễu giải nghĩa và cần phải liễu giải pháp. Cái nghĩa, cái lý của cái bài pháp gọi là của câu kệ, câu kinh đó. Thì kinh 43 nói gì ba điều trên? Thì ba điều trên rất là cần thiết đối với một người thuyết pháp cho người khác. Thì khi mình đọc cái này là mình biết là cái nội dung bài kinh 43 là ba điều cần thiết đối với một người thuyết pháp cho người khác. Là thứ nhất, người thuyết pháp cần phải liệu giải nghĩa và cần phải liệu giải pháp, thứ hai, thứ ba, vân vân. Đó là vậy. Cái kinh 44 thì nếu mà có ba điều trên thì cuộc pháp thoại được diễn tiến có lợi ích. Mình nói tới đâu cái người nghe hiểu tới đó, là người ta được lợi ích. Và những lời của mình đó, tâm quý của cái vị đó là đang lợi cái điều có ý nghĩa, chứ không phải là nói một chiều còn người kia không biết họ hiểu hay không. Là không có diễn tiến có lợi ích, còn này hiểu hết hai bên cùng hiểu rõ, và người nghe cũng vậy, người thuyết cũng vậy, thì đem lại lợi ích. Thì họ văn tư tu mà, họ nghe xong cái họ suy nghĩ, đi đúng đường, bắt đầu họ chuyển hóa tâm, tâm họ đạt một cái tầm mới. Thì kinh 45, ba pháp được người hiền trí
bậc chân nhân tuyên bố đạt được đời an lạc, bố thí, xuất gia, bất hại, chế ngự căn, hầu hạ cha mẹ. À, bài kinh 45, bài kinh 45 là nó qua cái nội dung khác nha. Ừ, xin lỗi. À, ba điều trên thì chỉ có kinh 43, 44 thôi. À, tới kinh 45 là ba pháp mà người hiền trí bậc chân nhân tuyên bố đạt được đời an lạc. Đó là thứ nhất là bố thí, thứ hai là xuất gia, thứ ba là hầu hạ cha mẹ. Còn mà xuất gia là gì ấy là bất hại chế ngự căn nè. À, cái vị xuất gia đó họ không có hại ai, họ chế ngự căn. Thì kinh 46, gần làng hay thị trấn nào các bậc xuất gia có giới hạnh trú tại chỗ đấy, thì các người nhờ ba sự kiện này được gặp nhiều công đức, là chúng ta sẽ có công đức nhờ thân, nhờ lời, nhờ ý. À, ngày dạy vậy ha, bởi thân, bởi lời nói, bởi ý, thì ở gần bậc xuất gia có giới hạnh trú ở đó đó, thì mọi người sẽ nhờ ba sự kiện đó mà gặp nhiều công đức. Kinh 47, ba tướng hữu vi của ba pháp hữu vi. Các pháp hữu vi là các pháp do nhân duyên, do điều kiện tạo thành ha, gọi là pháp hữu vi. À, tiếng Pali là Sankhara đó, hoặc là Sankhata Dhamma. Thì sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, và sự biến dị khi đang trú được trình bày rõ. Sanh, trụ diệt, hoặc là sanh trụ hoại luôn đó. Trụ với hoại đó, ở đi chung. Đang trú vậy đó, nó biến dị, biến dạng. Biến đổi đi, thay đổi đi. Thì mình thấy là cái đó, thấy pháp đó nó sanh lên rồi nó mất đi rồi nó thay đổi, gọi là nó sanh lên xong thay đổi, nó dần dần nó mất đi vậy đó. Như cái cây vậy đó, mình trồng nó xong rồi nó héo từ 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 rồi nó chết. Thì mình thấy là ba tướng của hữu vi đó, là cái đó mình nhận biết là thế gian này là hữu vi, các pháp hữu vi là vô thường, là như vậy. Có ba tướng vô vi cho các pháp vô vi là sanh, ngược lại ha, sanh không được trình bày rõ, diệt không được trình bày rõ, và sự biến dị đang trú không được trình bày rõ. Pháp vô vi đây là niết bàn đó. Kinh 49 dựa vào vua Tuyết Sơn. Vua Tuyết Sơn là ngọn núi lớn nhất, núi vua, núi này là được xem như là núi vua, là vua của các núi. Đã dựa vào vua của các núi, núi Tuyết Sơn đó, các cây sa la to lớn được lớn lên với ba sự tăng trưởng cành, về lá, về toàn bộ lá cây là thứ nhất ha, rồi tăng trưởng vỏ trong vỏ ngoài hay các mầm non là cái thứ hai, và cái thứ ba là giác cây và lõi cây. Thì ngài lấy ví dụ vậy đó, hình ảnh vậy đó, thì dựa vào thiện nam tử có lòng tin, những người trong gia đình lớn lên với sự với ba sự tăng trưởng tính, giới và tuệ. Nếu mà làm đúng pháp thì đường đến cõi lành trong thiên giới hỷ lạc, ước muốn được quan hỷ. Đã đầu tiên là ngài lấy hình ảnh của cái cây sa la ở trên ngọn núi Tuyết Sơn, rồi ngài nói tới thiện nam tử có lòng tin, những người trong gia đình sẽ được lớn lên với ba sự tăng trưởng. Đã, có cái người đó ở trong gia đình đó thì sẽ được lớn lên về tính, về giới, về tuệ, rồi khiến cho những người đó đi đúng pháp, làm đúng pháp và đi đến cõi lành. Cho nên là quý vị học và hành đúng thì mang lợi ích đến cho người xung quanh, đến cho gia đình, đến cho mọi người, đến cho xã hội, cộng đồng lớn. Thì kinh 50, ba trường hợp nhiệt tình cần phải là mạnh, là cần phải phát triển, cần phải công phu, là các ác bất thiện pháp chưa sanh thì chúng ta nhiệt tình làm mạnh, đừng cho sanh đó, đừng cho sanh. Rồi thứ hai là các thiện pháp nào mà chưa sanh đó, chúng ta sẽ làm nhiệt tình để cho sanh. Rồi cái thứ ba là để chịu đựng các thân đã thọ sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gai gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, tức là đau mà nó gần chết vậy đó, gần chút nữa chắc chết đó, người ta nói vậy đó, gần đoạt mạng sống luôn, nó bức bách. Chúng ta phải nhiệt tình làm, cần phải làm mạnh là sao, làm chịu đựng, nhiệt tình chịu đựng đó. Như vậy là nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chơn chánh đoạn tận khổ đau. Đó là cái câu mà Đức Phật dạy mình sau cùng đó, trong cái bài này. Phải cần phải nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chơn chánh đoạn tận khổ đau. Chúng ta sang kinh 51, do ba điều kiện này mà một tên cướp
lớn, tên cướp khét tiếng là tên cướp lớn, có thể chặt được khóa cửa, lấy đi đồ trộm, làm kẻ cướp một nhà, kẻ cướp một nhà hoặc là kẻ đứng đường chặn cướp, họ họ đợi ai đi qua lại chặn đường cướp, hoặc là họ cướp một nhà, hoặc là họ cướp từng nhà gì đó. Thì thứ nhất là sao mà họ làm được cái điều đó? Thứ nhất là dựa vào sự quanh co hiểm trở, ví dụ như là con sông rất là khó lội qua, họ trộm rồi họ lội qua đó. Thứ hai là quanh co hiểm trở của núi non, họ dựa vào đó cái họ cướp lấy đồ bỏ chạy. Hoặc là ở đây mình thành thị thì những có con đường hẻm đó, có cái hẻm quằn ngoèo vậy đó, thì dựa vào sự quanh co hiểm trở là như vậy. Thứ hai là dựa vào rừng rậm, và thứ ba là dựa vào kẻ có quyền lực. Thì rừng rậm như là rừng cỏ, rừng cây nó rậm lắm, từng khóm rừng sâu rồi đó, rừng rậm lớn chưa có người tới lui nhiều vậy đó, thì dựa vào kẻ có quyền lực như là vua, gọi là những người trong chính quyền, các vị đại thần. Bởi vì ông này ông nghĩ là vua ông quen biết á, khi mà vua sẽ giải thích cứu thoát, dù ông có bị bắt thì ông vua hoặc ông quan, các vị quan đại thần sẽ nói tiếng không phải đâu, ông này vậy vậy, người quen của tôi chẳng hạn, thì họ có quyền thế mà. Thì cái ông trộm này đó, ông nghĩ như vậy, và do đầy đủ ba pháp tự mình xử sự như một kẻ mất gốc bị thương tích hoặc là mất hạnh ha, phạm tội bị người trí quở trách và tạo nên nhiều điều tổn phước hay vô phước, thì cũng tương tự vậy đó, là cũng dựa vào sự quanh co hiểm trở. Mình thấy ủa sao cái kia ăn trộm mà cái này cũng có quanh co hiểm trở, mà cái này cũng có rừng rậm rồi, cái này cũng có quyền lực là sao? Thì sự dựa vào quanh co hiểm trở là ác tỳ kheo, đầy đủ thân ngữ ý hành quanh co hiểm trở. Họ suy nghĩ cũng quanh co hiểm trở, họ lời nói của họ cũng lắt léo quanh co hiểm trở, và thân hành của họ cũng vậy đó, không có tránh, có quanh co hiểm trở, thì như vậy là làm cho mình trở thành một kẻ mất gốc mất hạnh, phạm tội bị người trí quở trách mà tổn phước vô phước. Dựa vào rừng rậm là ác tỳ kheo có tà kiến, đầy đủ những tri kiến đi đến cực đoan. Cái là tà kiến được xem là rừng rậm tà kiến. Chúng ta học bài kinh Trường Bộ số 2 đó, xin lỗi, kinh Trung Bộ số 2 đó, tất cả lậu hoặc đó là có nói là tà kiến, rừng rậm tà kiến, kiến trùng lâm. Thì dựa vào kẻ có quyền lực cũng tương tự như trên ha, vua hay các đại thần của vua sẽ giải thích cứu thoát đó. Vị tỳ kheo này nói là họ quen với nhà vua, họ quen với vị đại thần, cho nên là khi nào cần đó là vị vua này hay vị đại thần này sẽ đứng ra bảo lãnh giải thích cứu thoát. Thì họ nghĩ như vậy và cũng có cái điều đó, cho nên là họ cứ mặc tình, suy nghĩ, nói năng, hành động một cách là ác bất thiện. Chúng ta qua phẩm số 6, phẩm các bà la môn. Thì bối cảnh chỗ này là có hai vị bà la môn già yếu trưởng lão lớn tuổi đó, cuộc đời đã được trải qua, đi đến đoạn cuối cuộc đời, đó là trong kinh là vậy ha, 120 tuổi đã đi đến Thế Tôn bạch thưa để Thế Tôn dạy cho mình những điều để chấm dứt sự sợ hãi, đạt hạnh phúc, an lạc lâu dài. Tới tu tới 120 tuổi rồi, tu bên đạo của họ đó, Bà La Môn mà. Thì bây giờ đó có cái duyên sau cùng mới tới tôi với Đức Phật để ngài dạy làm sao để cho con chấm dứt sợ hãi, đạt được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Cũng trễ rồi ha, mà Đức Phật dạy thì trong kinh 52 đó, ngài dạy là thế giới này nè bị già bệnh chết dẫn dắt, gọi là dắt dẫn, cho nên là các ông cần phải chế ngự thân lời ý. Đọc tới đâu là mình cũng ghi nhớ để mình áp dụng tới đó ha, gọi là mình biết rồi nhưng mà mình nhớ thêm và mình hành thêm. Đối với người qua đời thì đây là chỗ nương tựa, là hang trú ẩn, là hòn cù lao, là chỗ quy y, là đích xứ, là cái nơi về đó của người ấy đến. Như vậy là nếu mà chúng ta chế ngự thân lời ý thì cái chỗ đó sẽ hứa hẹn một cái điều tốt đẹp, sẽ hứa hẹn một cái nơi đến tốt cho mình. Còn không có chế ngự, không có gìn giữ thận trọng á, bắt đầu mình nói năng mặc tình theo cái tập khí của mình, theo những ô nhiễm của tâm của mình,
nên là nó đi sai. Còn này là già bệnh chết, ai sanh ra cũng bị già bệnh chết, cho nên ráng cần chế ngự, giữ gìn thận trọng thân lợi ý đó. Thì khi mà qua đời thì chỗ đó là chỗ nương tựa đó, dạy hai vị Bà La Môn dạy yếu như vậy. Đế kinh 53 ngài dạy như thế nào? Ngài dạy là thế giới này bị già bệnh chết thiêu đốt, thiêu đốt gọi là đốt cháy, người ta bị già, nó bị bệnh, bị chết, nó thiêu đốt, nó làm cho mình bất an, khổ sở gì đó. Cho nên cũng tương tự mình chế ngự thân lợi ý và bố thí. Thêm ở dưới bài kệ đó có thêm cái ý là bố thí, chứ mà ở trên nội dung của kinh á là mình có chế ngự thân lợi ý giống cái bài trên thôi. Ở dưới có thêm cái bố thí. Thì đối với người qua đời cũng tương tự ha, đây là chỗ nương tựa, hang trú ẩn là cù lao. Cù lao ở giữa sông á, là mình đi cái mình thấy cái chỗ đó nó nổi cao lên vậy đó, thì mình ghé vô đó, giữa nước mênh mông vậy đó thì nó nổi lên, mình ghé vô đó nó an toàn. Thế Tôn giảng cho một Bà La Môn pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Pháp như thế nào mà ngài đã dạy như vậy ha? Thì trong bài kinh 54 dạy là một người bị tham ái làm cho say đắm, sân làm uế nhiễm và si là mê mờ, thì người đó sẽ bị chinh phục, tâm họ sẽ bị xâm chiếm và họ sẽ nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai. Cảm thọ của họ lúc nào cũng là khổ và u, khổ là khổ thân đó, u là khổ tâm. Khi mà tham ái sân si, tức là tham sân si được đoạn trừ, thì chúng ta sẽ không nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, và cũng không có cảm thọ tâm khổ u. Cảm thọ tâm khổ u, cái chỗ này là dukkha là khổ, tomanassa là u, thì cetasika là tâm sở đó. Nó có cái trạng thái lúc thì khổ thân, lúc thì khổ tâm. Ngài Hòa Thượng ngài dịch là, Hòa Thượng Minh Châu ông dịch là, ông ghi là cảm thọ tâm khổ u ha. Cảm thọ tâm khổ u là cái tâm mình nó cảm thọ khổ, cảm thọ u. Kinh 55, một người bị tham ái làm say đắm, sân làm ế nhiễm, si làm mê mờ, đó giống ở trên vậy đó, cũng vậy, cũng bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, cảm thọ tâm khổ u. Đó là thêm cái phần là làm ác hạnh về thân lợi ý và không như thật, rõ biết lợi ích của mình, của người và của cả hai. Nó nhiều hơn cái bài kinh ở trên một đoạn, đó là còn làm ác hạnh về thân lợi ý luôn, tức là tạo tam nghiệp xấu luôn. Do họ không như thật, rõ biết lợi ích của mình, của người, của cả hai, cho nên là cứ mặc tình mà thể hiện qua thân lợi ý. Ngược lại, khi tham ái sân si được đoạn trừ, không nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ u, thì sao ạ? Thì không làm ác hạnh về thân lợi ý, như thật rõ biết lợi ích của mình, của người, của cả hai. Nên rất là hay. Mình thấy cái nào không hay mình bỏ, cái nào hay mình theo. Rồi kinh 56 là Bà La Môn Chanusuti, Janusuni đi đến Thế Tôn bạch hỏi thế nào niết bàn là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu. Thì ông Bà La Môn này ông đến hỏi Đức Phật vậy đó, câu hỏi như vậy. Thì ngài trả lời là một người mà bị tham ái làm say đắm, giống cái nội dung trên ha, tham sân si nó ảnh hưởng, nó làm say đắm ố nhiễm mê mờ, thì như vậy là tương tự cái bài 54, bị chinh phục, tâm bị xâm chiếm, nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, cảm thọ tâm khổ u. Và cái câu trả lời nó nằm ở phần hai là khi tham ái sân si được đoạn trừ, chúng ta không nghĩ đến hại mình, hại người, hại cả hai, không cảm thọ tâm khổ u, thì cảm thấy tham ái sân si được đoạn tận, không có dư tàn, thì nó đoạn tận rồi, không có dư tàn, thì sẽ tịch tịnh và giải thoát, là cái ý của ông Bà La Môn Janusani đó, hỏi về Niết Bàn. Kinh 57, Thế Tôn dạy Bà La Môn giàu có về nhân duyên loài người bị tiêu diệt, giảm thiểu các làng mạc, thị thành, quốc độ không sung mãn như xưa. Chúng ta bây giờ chúng ta cũng thấy khi thì nước này, khi thì nước kia, bị rất là nhiều thiên tai rồi đủ việc hết, bệnh dịch ha. Thì mình lại đọc được cái bài kinh mà ngày xưa Đức Thế Tôn nói nguyên nhân
nhân duyên mà loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, rồi làng mạc thành thị quốc độ không có sung mãn như xưa. Ngài dạy sao mình tìm hiểu thử. Thì loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, bị tham ác tham chinh phục, hoặc là bị tham vô độ chiếm cứ chinh phục mình, rồi bị tà kiến hoặc là tà pháp chi phối ảnh hưởng. Đầu tiên là tham ái làm cho mình say đắm, thứ hai là ác tham hoặc là sự tham vô độ, thứ ba là tà kiến hay là tà pháp. Do vậy mà cầm gươm sắc bén sát hại lẫn nhau, gọi là bây giờ là vũ khí đó, vũ khí nhiều loại, hiện thô sơ tới hiện đại, sát hại lẫn nhau, nước này nước kia, người này tới người kia, rồi nhà này nhà kia, nước này nước kia, họ sát hại lẫn nhau. Thì một lần như vậy là nhiều người mệnh chung. Thứ hai là trời không mưa xuống đều đặn, thời tiết thay đổi đó, nắng bây giờ nóng nhiều, trái đất nóng dần, rồi thì ở trên tuyết á, tuyết ở trên Bắc Cực á, tan chảy rồi ngập các hồ, xả lũ nhiều lắm, nhiều nơi, nhiều trường hợp khác nhau. Thì bắt đầu là mưa không xuống đều đặn, họ trữ lại rồi lại mưa nhiều, tràn xả lũ vậy đó, nhiều nhiều kiểu thời tiết không có ổn định, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa côn trùng, chỉ còn lại cọng lép, nhiều người mệnh chung. Nhiều khi thì lúa, khi thì mùa màng cây này cây kia đó, nhiều loại bị thất mùa đi. Và cái cuối cùng là các loài dạ xoa, giác kha thả ra các loài phi nhân dữ tợn, thì cũng nhiều người mệnh chung. Cái này mình có khi mình không thấy được, cái chỗ mà các loài dạ xoa đó thả ra các loài phi nhân dữ tợn, và phi nhân là không phải người, cho nên là có khi là chúng ta không thấy, nhưng mà rất là nhiều người mệnh chung ha. Do vậy mà nguyên nhân là Đức Phật nêu có ba nguyên nhân như vậy. Nhiều người bây giờ tu tập tham sân si đoạn trừ, thì bắt đầu sẽ tâm họ sẽ tốt, nó không có hại lẫn nhau, mình cải cách được, thay đổi được một phần. Thế Tôn dạy du sĩ Vajragotha, những ai nói rằng Sa môn Gotama nói như sau. Tại vì cái ông du sĩ này nè, ông nói đến với chỗ Đức Phật, rồi ông lặp lại cái lời người ta đồn, người ta bàn tán với nhau. Sa môn Gotama nói như sau: cần phải bố thí cho ta, không cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử của ta, không cần phải bố thí cho đệ tử người khác. Bố thí cho ta có quả lớn, bố thí cho những người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử của ta có quả lớn, bố thí cho đệ tử của những người khác không có quả lớn. Những người ấy nói không đúng với lời nói của ngài, họ đã xuyên tạc với điều không thật, họ đã nói láo. Ông đang nói ổn thôi với Đức Phật, phải vậy hay không đó? Ý ông muốn kiểm chứng lại sao ông nghe nhiều người nói như vậy. Thì Đức Phật ngài dạy là nếu mà ai đó ngăn chặn người khác bố thí, người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp. Ngài dạy đó, người nào mà chặn người khác bố thí, thấy người ta bố thí cái mình chặn lại, đừng có bố thí, thì sẽ tạo ra ba chướng ngại pháp, ba cản trở. Đó là gì? Thứ nhất là chướng ngại cho người, chướng ngại người cho được công đức. Mình tính cho mà người ta ngăn cản thì mình không có công đức, mình ngưng lại mình đâu có công đức. Rồi ngăn chặn người nhận được bố thí là người nhận cũng không có luôn. Thứ ba là tự ngã người ấy, trước đã mất gốc lại càng bị thương tổn hơn. Tự ngã của cái người đó đó, người mà ngăn lại đó, họ không có, bản thân họ không có hạnh đó, không có tốt, bây giờ bị thương tổn hơn. Ngài đã từng nói là những ai có đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rửa chén bát, những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, tức là khi mà dùng xong đó nó còn những cái đồ dư, đồ phế thải là đồ dư, ăn còn dư đó, trên mâm bàn, hay là đồ rửa chén bát, ở chén bát rồi đó nó cũng còn một số đồ thừa ở trên đó đó, cơm gạo thừa hay là đồ ăn chút chút thừa, nếu mà đổ vào hố phân hay hố rác rưởi với ý nghĩ là để các loài hữu tình trong ấy được ăn để sống, mà mấy con kiến con bọ chuột đó, thì do duyên ấy có đem lại công đức, còn nói gì đến là người. Nghĩ vậy thôi đó mà cũng có công đức, tức là mình có tác ý là mình đảo vô, mình cho đổ chỗ đó đó cho con này con kia để ăn, nó có mấy con kiến rồi con sâu trùng dế rồi đó,
À, rồi mấy cái đồ thừa cặn mà cũng còn có công đức thì nói gì là loài người. Thì bố thí người có giới hạnh được quả lớn, bố thí người hành ác giới thì không được như vậy. Đó là đầu tiên là bố thí người có giới hạnh thì được quả lớn hơn. Rồi người giới hạnh là sao? Là người đã đoạn tận năm pháp, là năm chướng ngại pháp đó, ngũ triền cái, dục tham sân hôn trầm thị miên trạo hối và nghi, và vị ấy đầy đủ năm pháp là vô học giới uẩn, vô học định uẩn, vô học tuệ uẩn, vô học giải thoát uẩn và giải thoát tri kiến uẩn. Thì người có giới hạnh là như vậy thì được quả lớn. Mình học rồi đó, quả lớn là sẽ ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Dù là người thuộc giai cấp nào mà khi biết điều phục, ngay thẳng, đủ giới đức, nói sự thật, biết tàm quý, đoạn tận sanh tử, vẹn toàn phạm hạnh, đặt gánh nặng xuống, không còn trói buộc, việc cần làm đã làm, vô lậu đến bờ kia, không chấp pháp, tịch tịnh, là phước điền vô cấu, đáng cúng dường đưa đến quả lớn. Người đa văn túc trí, ngoài việc bố thí thì nên thân cận bậc hiền trí, tinh bậc thiện thệ, an trú tận gốc rễ, được sanh cõi trời, hoặc nếu cõi người thì vào gia đình tốt, tuần tự tu tiến chứng được niết bàn. Cho nên là mình thấy hay quá, mình học mình thực hành theo 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 dần dần đó đó, tuần tự tu tập thì sẽ đạt được những điều mà Đức Thế Tôn đã nói là người đa văn túc trí. Mình học pháp nhiều nè, nghe nhiều hiểu nhiều, đa văn túc trí là mình cũng đang đi để tiến đến dần dần trí, cái trí rồi trí tuệ, những thần thông, những gọi là khi mình học về minh hạnh túc của Đức Phật đó, thì cái phần này cái túc trí đó, nó gần như vậy. Thì người đa văn túc trí thì ngoài việc bố thí nên thân cận bậc hiền trí, là như vậy ha. Mình nghe nhiều hiểu nhiều thì nên thân cận càng thêm, thân cận bậc hiền trí, tinh bậc thiện thệ, an trú tận gốc rễ, được sanh cõi trời, hoặc nếu giờ có người thì gia đình tốt, mà mình tần tự đứng tu cái gì nó cũng dễ dàng thuận lợi cho quý vị hết. Bố thí ra đầu tiên đó thì nó tạo cái nền tảng, rồi khi nào quý vị đi tu thì quyết định mà mình xuất gia thì đến đến chùa tu thì cũng có người khác bố thí, thì đó, cái quả trước mắt đó là vậy đó. Rồi mình ngay khi mình bố thí hoặc mình phát mới phát tâm thì mình cũng đã có công đức rồi. Kinh 59, Bà La Môn Thi Cana đi đến Thế Tôn tán thán, các Bà La Môn có đầy đủ ba minh, nhưng mà Thế Tôn dạy ông là ba minh của bậc thánh. Phật thánh đầu tiên ông nói các Bà La Môn có ba minh hay lắm vậy đó, thì Đức Phật mới hỏi ông là ông biết ba minh của bậc thánh không, thì ông nói là ông không biết, thì ngài mới dạy cho ông ba minh của bậc thánh là như nào vậy đó. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong bài ha, nó có túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thì túc mạng minh đó là nhớ đời sống quá khứ, nhớ nhiều lắm, nhớ cái đời vừa rồi, rồi là nhớ cái đời thứ nhất đi, rồi cái đời thứ hai là kế đó, đời thứ ba vậy đó. Y như mình nhớ năm này, năm trước đó mình cũng nhớ, rồi năm kế đó nữa mình cũng nhớ vậy đó. Mà cái trí của các ngài đó nó định định sâu, cho nên mình nhớ cái chuyện hôm qua, hôm kia, hôm kìa, mà mình còn nhớ tới đó ha, rồi đi xa xa hơn nữa, 20 năm về trước, 20 năm về trước, 30 năm về trước. Các vị mà họ tu thiền định đó, họ nhớ định, họ nhớ từ từ lần 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 qua cái kiếp vừa rồi, hay qua kiếp nữa vậy đó, đi như một lần lần theo cái dòng tâm á, đi họ nhớ là được. Thì các vị này là họ nhớ đời sống quá khứ mà đến nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp luôn, kiếp của trái đất nè, rồi nhiều hoại kiếp thành kiếp, vị ấy nhớ đại cương mà nhớ chi tiết luôn nữa, nơi chốn tên họ là thuộc cái cấp nào mà đặt ra sau tuổi họ được bao nhiêu trong từng kiếp mà nhớ qua nè, mình đi lại rồi mình ngồi đâu rồi cái gì mình học cái gì đó. Tới kiên nhẫn minh thì mình thấy được cái sự sanh tử, sự sanh sự tử của chúng sanh, thấy họ sống họ chết như thế nào ha. Chúng sanh sai khác đều do hành nghiệp của họ, thấy tại sao người đẹp người xấu, người có phước người bất hạnh đó, do cái hành nghiệp của họ thấy rõ như vậy đó. Có tam nghiệp ác thì họ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xuống địa ngục, mà có tam nghiệp thiện thì họ được
cõi thiện, cõi trời, cõi đời này là thấy rõ như vậy đó. Vậy mới tin ha. Thì đến lậu tận thanh, lậu tận minh là các vị này là rõ biết như thật đây là khổ. Trong quá trình họ thiền á, họ thấy chứ không phải họ nói, không phải họ nói mà họ thấy trực tiếp vậy đó. Đây là khổ, thấy ví dụ như họ thấy cái điều gì đó, họ thấy mở bài ra, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt, cái trạng thái họ đạt đến, và đây là con đường đưa đến khổ diệt, thấy rõ biết như thật. Rồi tương tự ha, đây là lậu hoặc, thì cũng có bốn bốn cái nhóm khổ tập diệt đạo gì đó, như quý vị học giống như cái nền tảng, cái khung sườn, cái frame á. Mình thấy một cái vấn đề gì ở ngoài đời đúng không, thì đây là cái vấn đề nè, rồi mình đi tìm cái nguyên nhân của cái vấn đề đó. Đây nè, nguyên nhân là do vậy nè mới có cái vấn đề này, rồi thì làm sao, nếu mà làm kiểu nào thì nó được hết cái nguyên nhân này, cái giải pháp để đạt được cái điều này cho nó được an ổn tốt đẹp là đây, thì cái phương pháp như thế nào để đạt được cái đó. Mình thấy vấn đề chẳng hạn như vấn đề gì ở trong xã hội đi ha, trong gia đình mình đi, bắt đầu quý vị sẽ đi tìm cái nguyên nhân của nó, nguyên nhân của nó mà đưa nó về trở lại tốt đẹp thì là cái bước thứ ba. Bước thứ ba thì mình phải có giải pháp như thế nào, giải pháp số 1, 2, 3, 4 vậy đó. Thì mình học được cái chỗ mà tứ diệu đế bốn bước đó đó, mà mình áp dụng vô giải quyết những cái khó khăn vấn đề ở trong cuộc sống của mình, hoặc cái khung đó, frame đó là mình biết ở đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt, và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Cái này là trong pháp ha, cái gì mà tu dần thì cũng tới cái chỗ này, nhưng mà mình nói qua một bước vậy đó, về trong áp dụng trong cuộc sống, hoặc là khi mình viết bài đó mình cũng có thể mình biết được như vậy thì mới giải quyết rốt ráo được vấn đề. Tương tự cho lậu hoặc cũng vậy, ta cũng tìm biết, đây là lậu hoặc nè, đây là nguyên nhân nè, đây là cái sự diệt trừ không còn nữa của lậu hoặc nè, và con đường nào đưa đến diệt trừ lậu hoặc. Tương tự ha, thì khi biết rõ được á thì mới thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đó là ba cái lậu hoặc. Có nơi mình đọc mình thấy có chữ kiến lậu nữa, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu là ba hoặc là bốn ha. Thì hiểu biết ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa. Đó là mình qua cái phần lậu tận minh. Thì ở dưới là cũng trong cái bài kệ đó, Đức Phật này có nói là vô minh diệt thì minh khởi, bóng tối diệt thì ánh sáng sanh. Thì mình vô cái phòng tối vậy đó, mình bật cái đèn lên là có ánh sáng, là không còn bóng tối nữa. Ánh sáng đối với vị an trú không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Mình biết vậy xong cái mình cũng thực hành, mình không phóng dật, không buông lung, nhiệt tâm tinh cần, mình cũng đạt được tới dần dần tới cứu cánh. Tikana kết luận rằng thật khác xa người có được ba minh của các bà la môn, không bằng 1/16 của vị chứng ba minh trong luật của bậc thánh. Sau khi được ngài dạy cho hiểu đó, ê, mừng quá, nói hay quá, này không ba minh kia không bằng 1/16. Mới đầu họ họ lợi đó, họ lần đầu tiên họ ca ngợi, ồ các bà la môn có ba minh hay lắm. Kinh 60 là bà la môn Janusoni đến Thế Tôn và bạch hỏi ai sẽ làm lễ tế đàn cúng linh bố thí, cần bố thí cho các bà la môn có ba minh. Janusoni diễn tả về ba minh của các bà la môn, sau đó Thế Tôn dạy về ba la minh, về ba minh của các bậc thánh. Vậy là cái nội dung bài 60 nè, chúng ta thấy nó sẽ tương tự với bài 59 mình vừa học. Rồi tới bài 61, bà La Môn Sankarawa đi đến Thế Tôn và thưa trình về tế đàn. Kết quả của tế đàn đem lại nhiều công đức cho nhiều người, còn việc xuất gia đi tu thì chỉ đem lại công đức cho bản thân. Phải vậy không? Người ta nói kỳ ha, thấy cũng đúng đúng mà. Phải thật vậy không? Đức Phật ngài dạy, Thế Tôn với 10 ân đức xuất hiện ở đời, là Hán chánh biên tri minh hạnh tốt thiện thể đó, quý vị mình thuộc hết rồi đó. Thế gian giải vô thường sĩ diệu ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, thì ở các nước Nam Tông là vô thường sĩ diệu ngự trượng phu, họ kết hợp lại với nhau thành ra là chính ân đức. Thế Tôn với 10 ân đức xuất hiện ở đời này, dạy cho số đông đến tu tập đạo lộ, đưa đến thể nhập vô thượng phẩm hạnh, tự mình thắng trí, chứng đạt an trú và tiên thiết, thì số người được lợi ích lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn, vân vân. Đó. Tức là hồi nãy cái ông Bà La Môn này nè, là ông đến ông nói là sao đi xuất gia đem lại công đức cho người đó chứ ai. Nhưng không là mình
tu tập rồi ngồi quay vô nhắm mắt ngồi đó không biết cái gì đó hả? Đó, nhiều người họ thắc mắc lắm. Thì bản thân chắc họ muốn bản thân họ được an lạc hay sao? Còn cái kia người ta tế đàn là cúng tế rồi cho nhiều người lợi lạc hả? Người dương cũng như người âm mà họ nghĩ vậy. Thì Đức Phật này nói như vậy đó. Thì Đức Phật ra đời rồi dạy cho mọi người tu tập để mà thể nhập vô thượng phẩm hạnh, tức là không có gì cao hơn. Giác ngộ rồi có thắng trí chứng đạt an trú và tuyên thuyết thì số người được lợi ích họ đến hàng trăm hàng ngàn hàng trăm ngàn và hơn nữa à, chứ không phải như đó. Rồi tôn giả Ananda thì hỏi Sangharava xem trong hai con đường thì con đường nào ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả lớn hơn và lợi ích hơn, thì ông né tránh trả lời bằng lời đáp khác. Ba lần hỏi như vậy thì Đức Phật mới dạy. Đó là lúc đó có ngài Anan ở trong đó thì ngài mới hỏi vậy trong hai con đường thì ông lựa chọn con đường nào, bắt đầu ông né tránh đâu ba lần thì thôi là Đức Phật dạy luôn ba loại thần thông biến hóa, thần thông ký thuyết và thần thông giáo hóa. Thì thần thông biến hóa là mình biết là một thân hiện ra nhiều thân rồi hiện hình biến đi nè, động thổ các thứ đó đi trên mặt nước vân vân. Thì thần thông ký thuyết là không nói lên nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của loài người hay phi nhân hay của chư thiên, cũng không nói lên nhờ sau khi nghe được tiếng trình bày rõ ràng và có suy tư sau khi suy tầm, nhưng nhờ thành tựu định không tầm không tứ với tâm của mình biết rõ tâm người khác tùy theo ý hành của tôn giả hướng đến chỗ nào, với tâm của vị này lập tức suy tầm đến chỗ ấy, nếu vị ấy có nói lên nhiều cũng chỉ là như vậy không gì khác. Đó là như là tha tâm thông luôn rồi đó biết rõ tâm của người khác tùy theo ý hành của vị tôn giả vậy đó. Rồi tới thần thông giáo hóa thì giáo hóa giáo giới như sau: hãy suy nghĩ như thế này chớ suy nghĩ như thế kia, hãy tác ý như thế này chớ tác ý như thế kia, hãy từ bỏ cái này giải từng chút vậy đó. Tác ý suy nghĩ về nè về mới đúng là suy nghĩ, đừng suy nghĩ thế kia, tác ý thế này tác ý thế kia, từ bỏ cái này đi đạt đến an trú cái kia. Thì cái người phải là thành tựu rồi đó người ta mới biết để người ta dạy đúng cho mình. Thì theo Sangharava đó là hai loại đầu thì xem như quyển hóa, và loại sau cùng thần thông giáo hóa là hy hữu và thù hơn. Khi ông biết được ngoài Thế Tôn thì có rất nhiều tỷ kheo trong tăng chúng đạt được ba loại thần thông này, trong khi cuộc đàm luận nơi cung vua thì hội chúng của vua thắc mắc là thời xưa các tỳ kheo ít hơn nhưng mà có nhiều pháp thượng nhân thần thông biến hóa thể hiện, ngày nay tỷ kheo nhiều hơn nhưng ít hơn là các pháp thượng nhân các thần thông biến hóa thể hiện đó. Thì là ông thấy là trong ba loại thần thông này là thần thông giáo hóa là thù diệu hơn. Rồi ông thấy là không chỉ một mình Thế Tôn mà các vị tỳ kheo trong đây cũng đạt được ba loại thần thông này, thì ông quý quá, ông tán thán, xin quy y làm đệ tử cư sĩ cho đến trọn đời. Chúng ta qua phẩm lớn, phẩm số 7, ba xứ của ngoại đạo, ba y xứ của ngoại đạo dầu bị các bậc hiền giả cật vấn, nạn vấn lý do thảo luận vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về vô vi. Một số sa môn bà la môn thuyết như sau, chấp kiến như sau. Đó là ba cái y xứ của ngoại đạo, họ nói là phàm có cảm giác gì con người này đánh họ lạc khổ hay không khổ không lạc, tức là ba cái cảm thọ đó tất cả đều do nhân nghiệp quá khứ của họ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai họ nói là do nhân tạo hóa tạo ra. Cái thứ ba họ nói là không có do nhân do duyên gì hết à, tại sao mà không có nhân do duyên gì hết mà có cảm giác khổ lạc khổ hay không khổ không lạc à, họ nói nếu như mà có cảm giác gì con người lãnh thọ đó lạc hay là khổ hay là không khổ không lạc thì không có do nhân do duyên gì hết. Thì mình thấy ba cái này đúng không, ba cái này là ba y sứ của ngoại đạo. Đức Phật ngài chỉ trích đúng pháp các thuyết này đối với các vị sa môn bà la môn đã chấp giữ đối với ba thuyết này đó Đức Phật ngài chỉ trích đúng pháp là ngài chỉ trích đúng pháp các thuyết này đối với các vị sa môn bà la môn mà chấp giữ cái ba cái y xứ này đó. Thì nếu mà do nhân nghiệp quá khứ đó mà người đó trở thành bất thiện do 10 ác hành qua thân khẩu ý thì mình học rồi đó, ác hành thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba,
ha. Ai ai chưa nhớ thì mình coi lại ha. Khi mình nói ba ác hành, ba thiện hành là mình biết rồi đó. Nếu mà do nhân nghiệp quá khứ đó thì sẽ không cần, không có ước muốn, không có tinh tấn, không có suy nghĩ đây là việc phải làm hay là đây là việc không nên làm, bởi vì mình đâu có phân biệt thiện ác gì. Cho nên là sống thất niệm, các căn không được hộ trì, không thể dùng danh từ sa môn được. Ngài nói là nếu mà vậy thì không có được gọi là sa môn bà la môn. Thứ hai, nếu mà do nhân một vị tạo hóa tạo ra mà trở thành bất thiện do 10 ác hành qua thân khẩu ý, giống vậy đó ha, thì không có ước muốn, cũng không có tinh tấn, cũng không có suy nghĩ đây là việc phải làm hay đây là việc không nên làm, thì bị gì tạo hóa tạo ra mà giờ mình có làm hay không, hay là mình chọn theo cái này cần làm kia cần làm, thì rồi thì cái quả nó cũng khác vậy đó, do cái vị đó họ ban cho mình. Thì như vậy thì là sẽ sống thất niệm nè, sống thất niệm các căn không được hộ trì, không thể dùng danh từ sa môn, cũng y như vậy đó ha. Thì cái số 3 cũng vậy, là nếu mà không do nhân không do duyên đó thì cái phân tích cũng tương tự, cũng sống thất niệm các căn không được hộ trì, cũng không thể nào dùng danh từ sa môn. Còn pháp mà Thế Tôn thuyết giảng đó thì không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội lỗi, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Ngài nói không có ai mà đến quở trách ngài, tại vì ngài dạy thiện đó, rồi ngài dạy giải thoát, chứ ngài không có nói giống như mấy người này là họ nói mà không có đúng á đó. Nói xong rồi người ta tin, người ta làm theo, người ta đi sai thì gọi là cái tà kiến, cái thấy sai, hiểu biết sai, rồi thực hành sai. Thì ngài dạy về sáu giới nè, không phải là cái giới mà giới luật ha, giới đặc tu là địa thủy phong hỏa không và thức, đất nước lửa gió, hư không và thức, khoảng không hư không và thức, thì nó có sáu chấp thủ giới. Vì vậy có sáu giới thì có sáu chấp thủ của sáu cái này, nắm bắt đó, chấp thủ nắm bắt. Do vậy mà có nhập thai, có nhập thai thì cũng có danh sắc và có sáu xứ. Sáu xứ thì đưa đến xúc, xúc chạm thì đưa đến thọ, nó là như vậy. Rồi sáu xúc xứ là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, xúc, tiếp xúc, xúc chạm ha. Thì 18 ý cận hành, khi mắt thấy sắc thì tư tưởng mình hướng về đến gần sắc, làm y sứ cho hỷ u xả, đỡ các thọ nó khởi lên. Có khi thì thọ vui, có khi thì thọ khổ, có khi thì thọ xả, tức là quân bình trung tính, không khổ cũng không lạc, không hỷ cũng không u, vậy đó. Đó là 18 ý cận hành, vừa thấy là bắt đầu cái tư tưởng mình về đến gần đó. Mà đang ngồi tập trung làm việc á, cái nghe ai nói gì á, hấp dẫn cái bắt đầu hả 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 gì vậy đó, hoặc là thấy cái gì tình cờ thôi, đang ngồi làm việc chăm chú gì đó, cái tình cờ nhìn lên cái thấy cái gì nó nổi bật á, bắt đầu cái mắt mình hướng về đó, tư tưởng mình hướng về đó, tám ý cận hành bắt đầu là hướng rồi đó, thì mới làm y sứ cho ba thọ, một trong ba thọ hỷ ưu xả. Rồi ngài dạy về bốn thánh đế nè, tứ diệu đế đó, với người có cảm thọ Thế Tôn nêu rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Chúng ta tu tập thân thọ tâm pháp, chúng ta tu tập tứ niệm xứ, rồi dần dần sẽ hiểu được bốn thánh đế. Ngài dạy về khổ thánh đế, hoặc là thánh đế về khổ ha, rồi thánh đế về khổ diệt, tùy mình ghi cái nào, thánh đế về khổ cũng được, cho nó giống ở dưới đây cũng không sao. Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, và thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Cái này là mình biết hết rồi đó ha. Thánh đế về khổ nè, sanh già bệnh chết sầu vi khổ não đều mong cầu không được là khổ. Có nơi có thêm hai phần là oán các hội khổ, ái biệt ly khổ đó, mà lại không có cái chỗ này, không có cái sầu bi khổ nào, nên tùy bài ha. Nhưng mà khi mà mình có oán các hội khổ hay là ái biệt ly khổ thì nó cũng nằm tụ trung trong cái sầu bi khổ nào. Rồi thánh đế về khổ tập thì thay vì mình nói là tham ái thì lại chỗ này ngài nói là vô minh duyên hành, hành duyên thức, duyên danh sắc, vân vân, thì sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn, nói về thập nhị nhân duyên. Thánh đế về khổ diệt là tịch tỉnh niết bàn đó ha, thì do vô minh diệt không có dư tàn nên các hành diệt đó, là mà bên đây thì nó tập khởi thì bên đây nó diệt, ở trên này tập khởi ở dưới này diệt, thì diệt từ từ đó, cho nên là
sự đoạn diệt của toàn bộ phụ ứng này, thì con đường đưa đến khổ diệt là thánh đạo tám ngành, là ai cũng biết hết ha. Rồi chúng ta qua kênh 63, ba sự sợ hãi làm chia rẽ mẹ con, mẹ và con không tìm được nhau, được người phàm phu không nói đến, không học nói đến. Ở ngoài đó, ý là ngoài đời họ nói đó là họ sợ lắm, họ sợ ba cái điều này là thứ nhất là quả tai nè, là cái tai nạn về lửa hoặc là tai nạn về nước, và cái thứ ba là giặc cướp. Hỏa tai, mưa lớn, mưa lớn nó đưa đến lục lớn, thì cái thứ ba là giặc cướp, thì làm cho mẹ con chia rẽ nhau, không tìm được nhau. Còn ba sự sợ hãi làm chia rẽ mẹ con là già bệnh chết. Còn nữa là ba sự sợ hãi mà chia rẽ mẹ con hay là không chia rẽ mẹ con, có khi thì chia rẽ, có khi thì không, thì Đức Phật này cũng trình bày hết cho mình vậy đó. Ngài dạy hết cho mình là ba sự chia rẽ sợ hãi để gây chia rẽ mẹ con hay là không chia rẽ mẹ con, là có khi là quả tai, có khi là mưa lớn lục lớn, có khi là giặc cướp, có khi chia rẽ khi không ha. Rồi ba sự sợ hãi chia rẽ mẹ con mà Đức Phật nói là già bệnh chết đó. Thì con đường đạo lộ đưa đến từ bỏ vượt qua ba sự sợ hãi không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sự sợ hãi làm chia rẽ mẹ con là con đường tám ngành, con đường thánh tám ngành, có khi mình ghi con đường tám ngành thôi cũng được, gọi là bát thánh đạo đó, nói theo đúng dịch đúng đó, từ Pali có chữ Ariya trong là thánh đạo đó. Thì là mình biết hết rồi ha, con đường thánh tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nhãn, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là mình biết rồi. Sự sợ hãi nó vượt qua được cái sự sợ hãi đó, già bệnh chết, tại vì mình tu tập á, theo thánh đạo này thì mình sẽ ra khỏi già bệnh chết, đạt đến chỗ bất tử, phải không? Bất sanh thì mới bất tử. Kinh số 64: Thế Tôn đến làng Bà La Môn tên là Venagapura, xứ Kosala Bà La Môn, Vajjagotha tán thán ngài và thưa hỏi: chắc ngài có được đủ loại giường cao lớn sang trọng là không khó khăn mệt nhọc phí sức phải không đó? Thế Tôn đáp rằng: thật khó được, nếu có được thì cũng không thích hợp với người xuất gia. Ổng cứ đinh ninh là: trời ơi, ngài hay như vậy, tài giỏi như vậy, thì nổi tiếng như vậy, chắc là ngài có những cái giường cao lớn sang trọng lắm, mà dễ có lắm mà. Phật tử tín đồ cúng cho nên ngài nói không khó, khó có được lắm, mà nếu có thì cũng không hợp với những người xuất gia. Nhưng mà ba loại giường cao lớn mà Thế Tôn có được không mệt nhọc khó khăn không phí sức là đó là giường cao lớn của chư thiên, ông nghe ông quản rồi, giường cao lớn của Phạm Thiên, rồi giường cao lớn của Bậc Thánh đó. Khi nghe vậy là bắt đầu là thấy thích thích và hỏi, thì ngài ngài giải đáp là giường cao lớn của chư thiên, là chứ không phải mà ông ý ông hỏi là mấy giường cao lớn sang trọng của người đời thôi đó, mà ngài nói giường cao lớn của chư thiên, giường cao lớn của Phạm Thiên và giường cao lớn của Bậc Thánh. Thì cái sự giải thích là như sau: thì sau khi đạt tứ thiền sắc giới đó, thì chỗ mà Thế Tôn thể hiện bốn oai nghi, chỗ nào đi đứng nằm ngồi nào cũng là thuộc chư thiên hết, thì chỗ ngài nằm là cái giường cao lớn của chư thiên. Đến giường cao lớn của Phạm Thiên thì sau khi ngài tu từ bi hỷ xả đó, tứ phạm trú, bốn phạm trú, thì chỗ của Thế Tôn thể hiện oai nghi là chỗ của Phạm Thiên, và chỗ của ngài nằm là giường cao lớn thuộc Phạm Thiên, tới giường cao lớn của Bậc Thánh. Thì sau khi ngài đoạn tận tham sân si rồi đó, chặt đứt gốc rễ làm cho như thân cây ta la, không cho còn hiện hữu, không sanh gửi trong tương lai, ngài giải quyết xong cái sanh tử luân hồi rồi đó, thì chỗ Thế Tôn thể hiện oai nghi, mình thấy có bốn oai nghi ha, chỗ Thế Tôn thể hiện oai nghi là chỗ nào cũng được bậc thánh hết, thì cái chỗ mà ngài nằm đó là giường cao lớn thuộc bậc thánh. Mình thấy hay quá ha. Đến kinh 65: Thế Tôn ở thành Vương Xá tại núi Linh Thú, bây giờ du sĩ Sarappa từ bỏ pháp luật này không bao lâu, đang tuyên bố với hội chúng ở Rajagaha rằng mình hiểu rõ pháp của các sa môn thích tử nên từ bỏ pháp và luật ấy. Ổng dám tuyên bố như vậy ha. Thì Thế Tôn khéo cật vấn để Sarappa trình bày đúng hay sai, nhưng ông giữ yên lặng ba lần rồi ông hoang mang, ông rụt vai cúi đầu sững sờ không nói gì. Lúc đó thì ông Sarappa bị các du sĩ chê cười chỉ trích,
Thì nội dung là khi mà nếu một người đó hỏi câu hỏi mà họ không có thể trả lời, họ sẽ có ba thái độ. Đầu tiên là họ sẽ tránh né vấn đề, rồi họ hướng dẫn câu chuyện ra ngoài đề tài chính. Thứ hai là họ sẽ tỏ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, mặc dù họ không trả lời được á, nhưng mà họ bắt đầu bực lên. Thứ ba là họ im lặng, hoang mang, rụt vai cúi đầu, sợ rồi bắt đầu mình nói mà không có đúng gì hết vậy đó. Giống như là du sĩ Sarabhai vậy đó, là qua cái bài đó mà Đức Phật nói khi khéo cật vấn vấn nạn, thảo luận nghi ngờ, không dựa vào tuyên bố của ngài, chẳng hạn như ngài phải có thật sự chánh đẳng chánh giác hay không, ngài có thật sự đoạn tận các lậu hoặc hay không, pháp của ngài thuyết để đoạn tận khổ đau, ổng lại ổng nói vậy đó. Pháp của ngài đến dạy anh ta đoạn tận khổ đau, nhưng mà không có đưa được người thực hành đi đến được mục đích ấy. Đó là ngài dạy luôn các vị tỳ kheo, là khi mà ngài khéo cợt vấn vấn nạn, thảo luận một số nghi ngờ đó, dựa vào sự tuyên bố của ngài, dựa vào sự tuyên bố đúng của ngài, nhưng mà bắt đầu họ bẻ qua thì họ mới có những cái câu hỏi như vậy, là không biết ngài có thật sự chánh đẳng chánh giác không, rồi có thật sự đoạn tận các lậu hoặc hay không, sao nghe nói là dạy để đoạn tận khổ đau, nhưng mà cái những người thực hành đó sao không thấy họ đạt được cái mục đích đó. Ngài dạy ở trong cái bài đó là khi mà người ta hỏi đó thì ngài cật vấn vấn nạn ra rồi đó, thì có những người sẽ tỏ ra một trong ba thái độ như vậy: tránh né, hoặc là họ sân giận, hoặc là họ im lặng, y như là chịu thua đó. Quê kinh số 66, Thế Tôn đến thị trấn của người Kalama, dạy dân chúng ở đó. Chúng ta hay hay nghe cái bài này nè, bài kinh Kalama. Ngài dạy là chúng ta chớ có tin vì nghe báo cáo, nghe truyền thuyết, hoặc là nghe người ta kể lại vậy đó, hoặc là theo truyền thống hồi xưa nào giờ vậy đó, người ta theo, hoặc là theo kinh điển truyền tụng, kinh mạ, kinh sách ghi lại phải làm theo, chớ có tin vì lý luận suy diễn. Lý luận cái nói cái này nè, theo cái này là phải về về lý luận không à. Chớ có tin vì diễn giải, tương tự diễn giải ra cái đó, thay vì cái ý nghĩa đó thì bắt đầu họ diễn giải ra một cách mình thấy tương tự ha, nhưng mà đi hồi nào sai không hay. Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện đó, rồi chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình á, mình thấy nó đúng chứ. Chớ có tin vì xuất phát từ nơi có uy quyền, vua nói mà cái này là vua bảo là phải làm theo, tin dữ lắm. Chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình, đó là những cái mà ngài biểu mình chớ có tin. Nhưng mà vậy rồi sao thì ai nói gì mình cũng tin thôi. Nhưng mà khi khi nào mà mình tự rõ biết đó, các pháp này là bất thiện thì đáng chê, người trí chỉ trích, nếu mà thực hiện á đưa đến bất hạnh khổ đau, thì chúng ta mạnh dạn từ bỏ nó đi. Tham sân si khởi lên thì nó sẽ đưa đến bất hạnh đó. Còn khi nào mình tự rõ biết các pháp này là thiện, khi mình thấy các pháp này là thiện nè, không đáng chê, người trí là người ta không có chỉ trích, nếu mà thực hiện thì đưa đến hạnh phúc an lạc cho mình, cho người, cho cả hai, thì mình hãy chứng đạt và an trú. Đó là vậy ha, vậy chứ không phải ai nói gì mình cũng tin liền đó, những cái lý do, cái trường hợp như trên. Cái chỗ này thì trong cũng trong bài thì nói thêm, vị thánh đệ tử nào ly tham ly sân ly si như vậy, rồi tu tập bốn phẩm trú từ bi hỷ xả, rồi họ biến mãn cái tâm họ khắp nơi á, mười phương họ không có bị sân, không ô nhiễm, họ đạt được bốn sự an ủi. Trong kinh nói là bốn sự an ủi, hoặc là mình có thể là hiểu là bốn sự an nhàn thoải mái, đó là những cái lợi ích đó. Nếu có đời sau, nếu quả vị thục của các nghiệp thiện ác, thì sau khi thân mọi mình chung, ta sẽ lên thiện thú thiên giới cõi đời này. Nếu không có đời sau, nếu không có kết quả vị thục của các nghiệp thiện ác, thời ở đây trong sự hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền não, được an lạc. Nếu có đời sau, nếu có quả vị thục của các nghiệp thiện ác, tức là họ tu tập nhưng mà họ còn luân hồi đó, còn luân hồi một vài kiếp nữa, hoặc là chỗ này là nếu không có đời sau nữa, thì họ tu họ đạt
thành tựu sau thân này là thân cuối cùng á. À, nếu việc ác có làm nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, ý là làm vô tình thôi, vô ý thôi. À, nếu ta không làm điều ác sao ta có thể cảm thọ khổ đau được đó. Là vị này đâu có ý hại ai, đâu có ý làm ác, thì họ không có bị hối tiếc hối hận. Nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện do ta làm vô ý hay cố ý, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh, ta có làm đâu, cho nên là không có sao, không có bị dằn vặt khổ đau gì hết. Thì kinh 67 là tương tự ha, tương tự như kinh 66 tới kinh 68 là mình nói ba vấn đề có thể nói về quá khứ rằng như vậy đã xảy ra trong quá khứ, về tương lai rằng như vậy đã xảy ra trong thời tương lai, và hiện tại rằng như vậy đang xảy ra trong thời hiện tại. Họ nói ba vấn đề như vậy, thì khi mà qua cách nói chuyện á, người đó biết là cái người này có khả năng hay không có khả năng thảo luận cái vấn đề đó. Người ta kể một cái câu chuyện rồi, cái người ta nói à, cái này xảy ra trong quá khứ, cái này xảy ra tương lai, cái này xảy ra hiện tại, thì người ta nói biết có khả năng thảo luận hay không. Thì nếu mà người nào dựa vào tính chất câu hỏi trả lời cách dứt khoát á, trả lời có phân tích, thì mình biết là người ta có khả năng thảo luận rồi. Mà khi mà được hỏi một câu xác nhận đúng hay không đúng, giả thiết quan điểm của bậc trí sở hành thường làm, thì họ có khả năng thảo luận. Tại vì khi mà mình họ trả lời được đúng hay không đúng đó rồi, đối với một giả thiết cũng vậy, đối với một quan điểm cũng vậy, thì họ có khả năng thảo luận. Khi một người được hỏi một câu thì họ tránh cái câu hỏi đó, mà họ lấy câu hỏi khác họ hỏi lại mình, hoặc là thì chuyển hướng đi ra ngoài vấn đề, không có bày tỏ sự phẫn nộ sân hận bất mãn, nhưng mà qua đó thì mình thấy là họ không tránh cái câu hỏi đó bằng cái câu hỏi khác vân vân á, thì họ có khả năng thảo luận. Còn nếu một người mà đi khi được hỏi một câu đó, không mắng chửi, không đánh đập, không nhạo báng, không chụp lấy chỗ sơ hở, thì họ cũng có khả năng thảo luận. Nếu ngược lại thì ngược lại với bốn cái điều trên này nè, thì họ không có khả năng thảo luận. Thì qua sự nói chuyện có thể biết một người có duyên hay không có duyên, không có lóng tai. Không phải cái duyên này là duyên, mình hay nói là người này nói chuyện có duyên, người kia nói chuyện không duyên, nhưng mà mình tìm hiểu thử coi, không có lóng tai nè là không có duyên, rồi có lóng tai là có duyên. Người có duyên thì thắng tri một pháp, biến tri một pháp, từ bỏ một pháp, chứng đắc một pháp. Do thắng tri, biến tri, từ bỏ, chứng đắc, người ấy cảm thấy chánh giải thoát. Có duyên, họ có điều kiện á, họ có khả năng lãnh hội hay không, và họ lắng tai nè, rồi họ hiểu biết, họ thắng tri, họ từ bỏ và được chánh giải thoát. Có lợi ích của thảo luận đàm luận, lợi ích có duyên, lợi ích của nghe từ lời khuyên, tức là tâm giải thoát, không có chấp thủ. Anh ta mình nghe đó, anh ta nói cái mình nghe, mình tìm hiểu. Còn anh ta nói mình không thèm nghe, tại trong đầu mình có cái ý của mình rồi đó, cái mình không nghe. Nghe rồi mình khi mình sai đó, mình giữ cái sai của mình sao? Và trong khi người ta hay mà mình không có muốn nghe. Đó rồi ngài dạy là không nói chuyện với tâm hiềm thù, thiên chấp, kiêu mạn, nghịch lại đức bậc thánh, không bới móc nhau, không nghe nói xấu người, làm người bối rối hay bị thua bị hại, đàm luận có mục đích liên quan đến bậc thánh, nghĩa là có pháp, trong thời gian cho phép, không hiềm hận độc đoán, không sao lãng, nói với chánh trí hoan hỷ, khéo nói khiêm cung. Rồi mình qua cái phần kinh 69 là Đức Phật dạy các tỳ kheo cách trả lời với các du sĩ ngoại đạo khi mà người ta hỏi ba pháp tham sân si thế nào là đặc thù thù thắng khác biệt. Thì cái nội dung là được tóm gọn như sau. Quý Tôn Đức với học viên chúng ta sẽ tự đọc ha. Ví dụ như tham là tội nhỏ, nhưng mà ly tham thì chậm chạp, rồi như thế nào, nguyên nhân tại sao mà tham, rồi nguyên nhân sao mà không tham. Sân si cũng vậy, tới ba căn bản của bất thiện trong bài kinh 70 là tham sân si, thì nó tương tự ở trên vậy đó. Có nãy mình mới học cái bài mà về tham sân si đó, ba cái nhân của bất thiện đó. Thì ba cái nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si, hoặc là không tham, không sân, không si. Tới kinh 71 là Thế Tôn dạy cho bà Visakha, mẹ của Migara, về ba loại thọ trai giới.
Chứ không phải là thọ trai giới ai các vị thầy ở đó, thời đó nhiều vị thầy lắm, ai dạy thế nào mình cũng theo, hoặc là có người đưa người giới họ thọ kiểu này, họ thọ trai giới kiểu người chăn bò, rồi họ thọ trai giới kiểu Nigantha, là một vị ngoại đạo đó ha, rồi cuối cùng là trai giới của bậc thánh. Thì trai giới của bậc thánh thì làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm bằng phương pháp thích hợp. Ví dụ như là ở dưới đây có liệt kê đó, thiền và niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, đó năm phương pháp được ghi ra. Còn trai giới người chăn bò là sao ha, thì cuối ngày đó người chăn bò nghĩ hôm nay các con bò đã ăn cỏ uống nước ở chỗ này chỗ kia rồi, ngày mai cho tụi nó đi đến chỗ kia chỗ nọ vậy đó. Thì cái người giữ giới cũng vậy, hôm nay đi giữ giới mà nói hôm nay ta đã ăn loại cứng mềm này kia thì ngày mai ta ăn loại cứng mềm này kia thì đó, tại vì họ dùng cái loại này loại kia rồi họ không có dùng buổi chiều đó. Ê, xong cái suy nghĩ bữa nay ăn cái món này món kia, mai mình ăn món này món kia vậy đó, đó là trai giới của người chăn bò. Còn trai giới của Nigantha là do ông Nigantha ông khích lệ lòng từ mẫn đối với một số sinh loại thôi, một số loại thôi chứ không phải hết. Xong rồi trong ngày trai giới đó thì quăng bỏ tất cả áo quần, phải phủ định không có bất cứ vật gì ở đâu là của mình hết, thì lẽ ra phải khích lệ đúng sự thật thì ông lại nói láo. Chẳng hạn như từ mẫn thì phải từ mẫn hết tất cả mọi sinh vật ha, mà ông từ mẫn một số loại thôi. Ở ngày trai giới thì nhiên quăng bỏ áo quần rồi phủ định không có bất cứ vật gì, xong lại sau đêm trai giới thì lại thọ hưởng các tài sản chưa đem cho mình lấy mình xài vậy đó, tức là lấy của không cho, mình nói là không có đúng hình thức thôi chứ không có đúng, mà nói mà cũng nói trật vậy đó, để Đức Phật chỉ ra cho bà thấy. Rồi tới trai giới của bậc thánh thì chúng ta thấy là sao có năm phương pháp để làm cho thanh tịnh tâm ô nhiễm, thì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, anh có cái nội dung như vậy ha. Niệm Phật, niệm 10 ân Đức Phật á, 10 phẩm tính Phật, về thực hành trai giới phạm thiên, cùng sống với phạm thiên đó. Khi mình niệm như vậy thì thánh đệ tử thực hành trai giới phạm thiên, cùng sống với phạm thiên, tâm vị ấy sẽ được tịnh tính, hân hoan, sanh khởi các tùy phiền não của tâm được đoạn trừ. Thì niệm pháp tới 6 phẩm tính, niệm tăng 9 phẩm tính, niệm giới thì họ nói là cái giới mình không phá hoại, không bị đứt, không bị đâm cắt, không bị đốm, không bị lớn đốm, cũng không bị nhơ nhớ, không bị ế nhiễm, nó đem lại giải thoát được người trí tán thán, thì giới nó mới đưa đến định, định nó đưa đến tuệ. Niệm thiên có các cõi trời, các vị ấy đầy đủ tính giới văn trí tuệ, thì mình cũng vậy, mình cũng đầy đủ ráng tu tập đầy đủ tính giới văn trí tuệ, thì sau khi chết ở chỗ này sanh tại ở chỗ kia mình cũng được như vậy đó, là niệm năm phương pháp niệm. Cái này là tóm gọn cho mình. Thì vị thánh đệ tử suy tư từ cho đến trọn đời các vị A-la-hán đều từ bỏ những cái nghiệp bất thiện đó, như là sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, nói láo, uống rượu, ăn ngày một bữa, không ăn ban đêm phi thời, không xem múa hát nhạc diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang, không nằm giường cao lớn. Thì cũng vậy, ngày và đêm nay ta cũng sống từ bỏ sát sanh gì ở trên nè, sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, nói láo, uống rượu, vân vân. Thì về chi phần này ta noi theo gương các vị là Hán và sẽ thực hành trai giới đó, khi mà ngày trai giới các vị ấy phát tâm vậy đó, nói vậy để chi mình thực hành ngày trai giới có quả lợi ích lớn, chói sáng ánh sáng lớn. Có người giữ trai giới thôi đó mà khi mạng chung thì họ sanh tại một trong sáu cõi trời sắc giới, sáu cõi trời dục giới, đó là trời tứ thiên vương, trời 33, trời dạ ma, đâu xuất quá lạc, đâu xuất hoặc đâu xuất đà ha, do âm từ chữ tusita đó, đâu xuất hay là tu xuất nè, tu si đó là đâu xuất hoặc là đâu xuất đà, tusita đến trời quá lạc hay quá tự tại, đó là sáu cõi trời dục giới, phẩm
Số 8 là phẩm nói về ngài Ananda, cũng ngài Ananda thuyết cho du sĩ Channa về tham sân si, rồi nguy hại của tham sân si, con đường đưa đến đoạn tận tham sân si. Rồi tới kinh 73 là ngài dạy cho các gia chủ đệ tử tà mạng, tức là mấy người gia chủ này nè, cư sĩ này nè, họ là đệ tử của những người theo tà mạng đó. Ngài dạy về pháp của những ai khéo thuyết khéo hành trì thì pháp như thế nào, thì là của người khéo thuyết khéo hành trì thì phải làm sao mà đoạn tận được tham sân si nha, đó, thực hành đoạn tận tham sân si, thuyết về tham sân si để đoạn tận đó. Rồi những ai đoạn tận tham sân si cắt đứt từ gốc rễ, tức là phải tận mới được. Tới bài 74, chỗ này mình đi hơi nhanh ha, tại thời gian mình ít á. Rồi giới định tuệ của bậc hữu học được Thế Tôn nói đến, và giới của bậc vô học cũng được Thế Tôn nói đến. Quý Tôn Đức, chư Tôn Đức và quý Phật tử học viên mình đọc thêm, tự đọc thêm, có tóm tắt hết rồi. Rồi một lát là chuyển cho văn phòng một cái gì học. Giới của bậc hữu học nè, rồi định, rồi trí tuệ, giới, rồi định, rồi tuệ, giới định tuệ, ba cái tam vô là học của bậc hữu học và của bậc vô học cũng được nói đến đầy đủ. Thì kinh 75 là tôn giả Ananda chỉ dạy cho Abhaya và Pandita Kumara, người Lichavi. Hai người này họ nói về đạo sư Nigantha trên đó, Nigantha Natabutta, tuyên bố chấm dứt các nghiệp cũ với khổ hạnh và phá hoại các nghiệp mới với vô vi. Thì hỏi coi đúng hay không, đối với cái vị đó thì sao, đối với Đức Thế Tôn thì ngài dạy sao, khi mà không làm các nghiệp mới nó có chấm dứt nghiệp cũ hay không. Thì Thế Tôn ngài dạy ba pháp môn: thanh tịnh, diệt nhiệt não khiến chúng sanh được thanh tịnh, khiến vượt qua sầu bi, khiến chấm dứt khổ u, khiến đạt được chánh lý, khiến chứng được niết bàn, đó là thực hành giới định tuệ. Cái nội dung giống bài 74 ở trên vậy đó, thì vân vân đến chỗ cái tuệ giải thoát. Vì ấy không làm các nghiệp mới rồi chấm dứt các nghiệp cũ, thì đây là ba sự thanh tịnh thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng tưởng tượng và được người trí tự mình giác hiểu. Tức là ngài dạy cho ông đó cái phương pháp luôn đó, trả lời luôn. Thì tới bài 76 thì Thế Tôn dạy tôn giả Ananda về tịnh tính đối với Phật, tịnh tính bất động đối với Pháp và tịnh tính bất động đối với chúng tăng. Kinh 77 thì cũng Thế Tôn dạy Ananda, nguyên cái bài phẩm này là về ngài Ananda, dạy về hữu ha. Bị gì ngài hỏi cho đến như thế nào được xem là có hữu, thì Đức Thế Tôn ngài dạy như thế này: nếu có hành động về sự chín mùi của dục giới, rồi nếu có hành động và sự chín mùi của sắc giới, nếu có hành động và sự chín mùi của vô sắc giới đó, vậy đó, thì bắt đầu mình mới đi tìm hiểu, mình đi theo cái đó nó mới nắm bắt cái hữu đó. Như vậy thì hữu có mặt. Thế Tôn giảng cho ngài Ananda cũng tương tự ở trên ha, tương tự chỗ này nè, chỗ nghiệp là thở ruộng đó. Thì khi mà bị vô minh che lấp á, thì cái ý muốn Chaitana nè nó khởi lên, rồi bắt đầu mình theo đó mình mong muốn mình an lạc trong cái giới thấp kém, cho nên tương lai nó sanh khởi hữu có mặt. Bài 79 thì Thế Tôn hỏi và tôn giả Anan phân tích vấn đề, đó là cái câu hỏi này nè: mọi giới cấm sinh sống phạm hạnh, con đường tu tập tâm linh có kết quả khi thực hành điều căn bản hay không? Thì Đức Phật nghe trả lời ha, và khi mà ngài trả lời như vậy đó thì bậc đạo sư đồng ý. Tới bài 80, tôn giả đến bạch Đức Phật là có ba loại cây có hương bay theo chiều gió, đó là cây hương rễ, hương lõi và hương hoa. Tôn giả hỏi xem có hương nào mà nó bay thuận gió, bay ngược gió, với lại bay thuận gió và ngược gió hay không. Thì sau khi hỏi thì người có cái câu bài kệ là: không một hương hoa nào bay ngược chiều gió nổi, dầu là hoa chiên đàn, già la hay mặc lị, tức là hoa ngọc bút đó, ngọc bút lại trâu đó, hay là hoa lài thường, thì chỉ hương người đức hạnh mới bay ngược chiều gió thổi. Ai có đức hạnh thì nó bay chiều gió thổi. Bay ngược chiều gió thổi là
tiếng lành lòng xa đó, rồi chỉ có bậc chân nhân biến mãn mọi phương trời. Bậc chân nhân thì rộng khắp mọi nơi, chứ không có chỉ là ba bậc gì đó thổi không, là ai cũng biết, người và chư thiên đều biết, cho nên là khắp mọi phương. Kinh 81 là tôn giả Ananda bạch hỏi Thế Tôn đó, thì chúng ta thấy trong cái phẩm này có khi thì Đức Thế Tôn dạy tôn giả Ananda, có khi là tôn giả thưa hỏi ngài. Chúng ta qua phẩm số 9 là phẩm sa môn, thì sa môn ba hạnh sa môn cần phải làm, người tu đó cần phải làm là thọ trì tăng thượng giới học, tức là mình làm cho gìn giữ tu tập cho nó ngày một nó nhiều hơn, cao hơn về giới học, định học và tuệ học. Rồi bài 83 thì nó cũng tương tự bài 82 ha. Thêm cái ví dụ là con lừa đi sau lưng lằn bò, mình nghĩ rằng là như vậy là được rồi đó, con này chắc là cũng là con bò, nhưng mà thật phải không phải, con lừa nó đi theo đàn bò, nó nghĩ là nó cũng là con bò, đó là cái ví dụ đó. Cho nên là khi mà mình tu tập đó, phải tu cho đúng và chính xác, tưởng mình đạt rồi nhưng mà thật ra mình chưa có đạt được, nên là cần cố gắng nhiều hơn. Thì nội dung bài 84 cũng tương tự 82 ở trên, có thêm một số cái chi tiết nhỏ. Tới bài 85 đó là một tỷ kheo người Hoa Chi đến chỗ Thế Tôn thì bạch thưa trình là giờ con không có học nổi tới 150 học giới, thì nửa tháng một lần phải đọc tụng, thì ngài khuyên vị này là học tập ba học pháp, tập ba học pháp này thôi, đó là giới học, tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học, thì sẽ đưa đến đoạn tận tham sân si, không làm điều bất thiện, không tha điều ác. Thì tới kinh 86 là học tập cũng ba điều như trên đó, thì có một chi tiết khác xíu vậy đó, là bậc hữu học thì học tập theo con đường thẳng đến khi trí thứ nhất khởi lên trong sự diệt tận, tiếp theo không gián đoạn thì chánh trí sanh khởi, đến chánh trí giải thoát hữu kiết sử đoạn tận. Thì học đó trên xong rồi, bậc hữu học đi thẳng, đi tới nơi luôn, trí thứ nhất khởi lên xong rồi họ tiếp tục tu cho đến khi chánh trí giải thoát là họ đến bậc A-la-hán luôn. Kinh 87 là cũng tương tự ha, các thiện nam tử muốn học tập 150, hơn 150 học giới, thì bây giờ tụ trung lại còn ba là tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. Thì các kiết sử của bậc dự lưu được đoạn tận rồi, các bậc cao hơn như thế nào có trình bày ha. Kinh 88 thì khi mà bậc dự lưu đoạn tận ba kiết sử thì phải sanh lại 7 lần, rồi bậc nhất lai là 1 lần, bậc bất lai thì không có sanh lại cõi này, và bậc a la hán thì sau khi thân ngoại mạng chung không còn trở lại nữa. Đó là chúng ta sẽ đọc kỹ thêm cái phần nội dung, tự mình đọc ha. Kinh 89 thì nó cũng giống kinh 88, thì nó thêm nêu cái vị trí ngược lại, ví dụ như các bậc thánh vị trí ngược lại từ A La Hán nói trước vậy đó. Rồi kinh 90 cũng nói ba học giới này, tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. Kinh tương tự với tam học trong bài kinh 74. Bài kinh 91 cũng nói ba cái này là giới, định, tuệ, tăng thượng vậy đó ha. Cần tinh tấn nghị lực kiên trì tu thiền, hậu trì các căn hành ba tăng thượng, nhiếp phục mọi phương với vô lượng tâm, được gọi hữu học đạo, thuần tịnh hạnh đức, sẽ đạt chánh giác, đạt cứu cánh, đạt diệt thức, dứt trừ ái, đạt giải thoát như đèn sáng. Đó là cái phần kệ trong cái bài đó phía dưới đó, tóm tắt lại như vậy. Rồi kinh 92 là Thế Tôn ở thị trấn Bandaka của dân chúng Bangkada của dân chúng Kosala, dạy về học giới cho các vị tỳ kheo, khích lệ làm phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tỳ kheo Kassapa-gotā bất nhẫn bất mãn, nghĩ rằng sa môn này quá nghiêm khắc tỉ mỉ, nó dạy đó, dạy giới rồi cái họ không có thích, họ cảm thấy nó tù túng, bị hạn chế đủ vậy đó, nên nói nghiêm khắc quá. Thì Thế Tôn đi không bao lâu thì vị này mới hối hận đi tới chỗ Thế Tôn để tỏ lộ phạm tội sám hối vậy đó, mà rằng mình bị phạm tội chinh phục ngu si đần độn bất thiện. Thì Đức Phật chấp nhận sự phát lộ của vị ấy và khen đây là sự tăng trưởng
trong giới luật, thì dù là trưởng lão hay trung niên hay tân tỳ kheo, tức là mới vô tu, nếu ai ưa thích học tập, không tán thán, chấp hành học tập, không khích lệ người khác học tập, cũng không tán thán ai ưa thích học tập, thì nó sẽ sai lầm ha, đưa lại bất hạnh đau khổ lâu dài cho mình cho người. Ngược lại, ai thích học tập thì sẽ đưa đến tri kiến đúng đắn, đem lại hạnh phúc an lạc lâu dài cho mình và người. Tới phẩm số 10 là phẩm hạt muối. Phẩm hạt muối thì bài 92 giống bài 82, có thêm chi tiết là: chính do thời gian tỷ kheo ấy sử dụng để học tập tăng thượng giới định tuệ học mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Đang sử dụng để học tập đó mà tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, tức là khi mà ngài khuyên tu tăng thượng giới định tuệ học đó, thì vị đó sử dụng thời gian để học tập rồi tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không chấp thủ. Kinh 94, ba hạnh huyễn ly của các du sĩ ngoại đạo: huyễn ly y áo, huyễn ly đồ ăn khất thực và huyễn ly sàng tọa. Là ba yếu tố. Huyễn ly sàng tọa là họ sống trong rừng, bãi tha ma, khóm rừng rậm, ngoài trời, trên đống rơm, trong nhà tranh. Huyễn ly đồ ăn khất thực là ăn những cái gì vậy đó ha, đơn giản thanh bần vậy đó. Rồi ba hạnh huyễn ly này của tỳ kheo trong pháp và luật, đó là ở trên này nè, là chúng ta sẽ thấy rõ là ngoại đạo họ đang giữ gìn cái ba cái hạnh huyễn ly này, là y áo, đồ ăn khất thực và huyễn ly sàng tọa. Đó là Đức Phật ngài nêu cái đó trước, xong rồi ngài nói là của trong pháp và luật của ngài đó là viễn ly như thế này: gìn giữ giới luật, từ bỏ ác giới, viễn ly ác giới, rồi có chánh tri kiến, từ bỏ tà kiến, viễn ly tà kiến, rồi đoạn tận các lậu hoặc, từ bỏ lậu hoặc, viễn ly các lậu hoặc. Tức là của ngài là viễn ly ác giới, viễn ly tà kiến và viễn ly lậu hoặc. Nó được gọi là tối thượng căn bản tăng thịnh, căn bản thanh tịnh, an trú trên căn bản. Rồi tới kinh 95, thì thứ nhất, vị thánh đệ tử pháp nhãn ly trần cấu khởi lên thì ba kiết sử được đoạn tận. Đó là chỗ này thì nói về ba kiết sử ha, ba pháp đó: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Rồi vị ấy thoát khỏi hai pháp tham và sân. Khi mình đọc vậy đó là mình biết họ đi từ từng bước lên, là từ dự lưu nè, qua nhất lai, qua bất lai. Trong thời gian ấy, vị thánh đệ tử nếu có mệnh chung sẽ không có kiết sử nào, do kiết sử ấy vị thánh tự tử phải đi đến thế giới này nữa. Đó thì ngắn gọn có mấy dòng, nhưng mà mình biết là có bốn tầng thánh, bốn thần thánh ở trong đây. Thần thánh là từ dự lưu cho đến nhất lai, bất lai và a la hán. Tới phần ba hội chúng: hội chúng tối thượng không hòa hợp và hội chúng hòa hợp. Hội chúng tối thượng, tỷ kheo và trưởng lão không có sống đầy đủ, không có biến nhát. Không có sống đầy đủ là đầy đủ về thứ vật dụng đó, không có quá nhiều, vừa phải thôi. Hội chúng không hòa hợp thì sống cạnh tranh, tranh luận, đấu tranh, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi, họ cãi cọ nhau vậy đó. Bài 97 thì con ngựa hiền thiện của vua có ba tính chất là có sắc đẹp, có sức mạnh và có tốc lực. Thì ngài lấy hình ảnh con ngựa hiền thiện của vua, rồi ngài nói các vị tỳ kheo đó, nếu mà có sắc đẹp, có sức mạnh, có tốc lực thì được cung kính, tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thường ở đời. Nhưng mà có sắc đẹp là sao? Có sắc đẹp ở đây là vị ấy có giữ giới nè, sống hộ trì, rồi theo giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, các lỗi nhỏ nhặt thì sợ hãi chấp nhận và học trong các học pháp. Các vị ấy có sức mạnh là sao? Có sự tinh tấn đoạn tận các pháp bất thiện, thành tựu các pháp thiện, nỗ lực dũng mãnh, không từ bỏ các trách nhiệm đối với pháp thiện. Đó là vị ấy có sức mạnh. Đến có tốc lực thì vị ấy như thật rõ biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Thì cái điều đó là tứ diệu đế, vị đã hiểu được, thấy được, chứng được tứ diệu đế. Kinh 98 là phần tốc lực đó, giống hai trên này nè, có sắc đẹp là vậy nè, sức mạnh là vậy,
Nhưng mà tới phần tốc lực đó là vị đoạn diệt được năm hạ phần kiết sử, hóa sanh tại chỗ ấy và nhập niết bàn, khỏi phải trở lui từ thế giới ấy đến thế giới này nữa. Là vị đã được, khi mình đọc vậy là mình biết vị đã được bất lai rồi đó. Kinh 99 thì nó cũng giống như kinh 97 nhưng mà khác phần tốc lực thôi. Tốc lực là do đoạn tận các lậu hoặc, các tỷ kheo ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đó. Nó giống cái kinh kia mà nó khác một chi tiết vậy đó ha. Kinh 100 là kinh ba tấm vải. Tấm vải thì nó có vải bằng vỏ cây, vỏ cây mới, vỏ cây bậc trung, vỏ cây cũ kỹ thì tương ứng. Thì chúng ta thấy là các vị tỳ kheo mới tu hành theo ác giới, theo ác pháp thì nó giống như là có sắc xấu giống tấm vải bằng vỏ cây xấu vậy đó. Những ai theo vị này thì họ sẽ thấy khó chịu. Các vị trung niên tỷ kheo và trưởng lão tỷ kheo cũng vậy, nếu mà theo ác giới ác pháp đó, thì cũng sắc xấu như vậy ha. Ba tấm vải ở Kaxi thì là mịn đó. Vải ở đó là vải tốt, nó hoàn toàn mới đẹp, cảm xúc dễ chịu, có giá trị lớn. Bậc trung thì nó có sắc đẹp dễ chịu, giá trị lớn. Nó cũ kỹ, nó có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, có giá trị lớn. Thì tùy tấm vải nào để dùng để sao sao. Thì ngài ví dụ đối với các vị tân tỷ kheo làm sao, trung niên tỷ kheo làm sao, trưởng lão tỷ kheo làm sao. Nếu mà vị đó hình theo giới luật thì có sắc đẹp giống tấm vải cà si này, có sắc đẹp. Những ai theo họ thì được hạnh phúc an lạc lâu dài, vì nó có cảm xúc dễ chịu giống như là cái tấm vải đó, giải tấm vải đẹp vậy đó. Thì lợi ích của mình đạt được là giá trị lớn. Có nhiều bài thì mình mới đọc mình thấy nó hơi khó khó ha, nhưng mà chư tôn đức với quý vị cũng ráng đọc, kham nhẫn kiên nhẫn đọc bài kinh đó ngày dạy. Ví dụ như ai nói như sao, người này làm nghiệp như thế nào như thế nào, người này cảm thọ quả như vậy, nếu sự kiện là vậy thời không có đời sống phạm hạnh, không có cơ hội để nêu rõ đau khổ được chân chánh đoạn diệt. Nhưng mà nếu mà ai nói như sao, người này làm nghiệp được cảm thọ như thế nào, người này cảm thọ quả dị thục như vậy thì mới có đời sống phạm hạnh. Khi mà giữ cái kiến này nè thì mình mới tu tập. Còn ở trên mình nói thôi làm sao thì hữu quả vậy đó. Trong khi cái này là nếu người làm nghiệp được cảm thọ như thế nào thì người này cảm thọ quả dị thục như vậy đó. Có khi thì họ làm nghiệp ác nhưng mà nó có khi thì nghiệp ác nó đưa vào địa ngục đó. Có nghiệp ác thì nhỏ mọn thôi đó. Rồi có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, nghiệp ấy đưa vào địa ngục. Không tu tập thân giới tâm tuệ hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít ôi, ví như muối mà mình bỏ vô chén nước, nước ít quá thì mặn không có uống được. Nhưng mà cũng có người làm nghiệp ác vậy, nhưng mà họ trong đời sống họ làm nghiệp thiện nhiều lắm, y như là muối mà bỏ dưới biển á. Nào trong đây là bỏ vô nắm muối bỏ vào sông Hằng, thì sông Hằng nó dài rộng đó, thì cái khối nước sông Hằng lớn, nó không gì nắm muối này mà trở thành mặn không uống được. Mình thấy là ủa sao họ cũng làm vậy ha, mà không có thấy họ bị nghiệp ác nhiều gì hết đó. Chúng ta tìm hiểu cái này. Đức Phật ví như người bị đồng có lấy có nửa đồng tiền mà bị tù tội đó. Có người thì không có bị, người đồ tể giết dơi, giết dê, người đồ tể giết dê có thể giết hay trói hay tịch thu tài sản hay làm như ý người ấy muốn. Đối với một số người đánh cắp dê nghèo khổ, ít sở hữu, ít tài sản, nhưng mà đối với cái người nghèo thì vậy, nhưng mà đối với người giàu đó, họ không thể tịch thu tài sản hay là muốn làm gì làm. Tại vì là người đó có sở hữu lớn, có tài sản lớn, hoặc là người đó là vua, đại thần của vua, mà mình không có bắt, mà mình còn phải chắp tay cầu xin thưa ngài cho con lại con dê hay giá tiền con dê, chứ không có bắt người ta. Còn gà nghèo thì phải đền rồi đủ hết. Tới kinh 102, các loại ố mới nhiễm của vàng hà, vàng nó thô tạp mới nhiễm như nào tại sao.
bệnh hơn tới tôn tạp rồi khi mà thô thì làm sao, tế làm sao thì tế nhất làm sao vậy đó. Cái cách nấu vàng ngài cũng cách lọc vàng và cách nấu vàng ngài cũng nêu chi tiết rõ ràng ha, để mà phần sau là ngài nói về các vị tỳ kheo tu tập, cái cách tu tập để lọc những cái kiết sử của mình, kiết sử thô tạp, rồi kiết sử bậc trung, rồi kiết sử tế nhị, là có nêu rõ ra kinh 103 tác ý ba tướng là tướng định, tướng tinh cần và tướng xả. Tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm tác ý tới tướng định, rồi tác ý tới tướng tinh cần và tác ý tới tướng xả. Tùy theo pháp mà vị ấy hướng tâm đến, chúng ta sẽ tự đọc cái phần này. Phẩm chánh đẳng giác đó, phẩm chánh đẳng giác thì trước khi giác ngộ Bồ Tát nghĩ cái gì là vị ngộ ở đời, cái gì là nguy hại, cái gì là xuất ly, rồi ngài có tìm được cái câu trả lời là do duyên với đời, khởi lên hỷ lạc. Khi mà hỷ lạc gì thì ở đấy là vị ngộ, cái gì ở đời là vô thường khổ chịu sự biến hoại thì đó là nguy hại, điều phục dục tham ở đời, đoạn tận tham dục gọi là xuất ly ở đời. Ngài ra câu hỏi rồi ngài tìm được, rồi khi mà như thật giác tri ba điều này thì ngài mới thấy mình đã liễu ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tri kiến khởi lên bất động là tâm giải thoát của ta, đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Kinh 105 Bồ Tát đi tìm vị ngọt sự xuất ly và ngài đã khéo thấy với trí tuệ. Tương tự cái bài trên vậy đó, 106 nếu mà không có vị ngộ ở đời thì sẽ không bị tham nhiễm, không có nguy hại ở đời thì không có nhàm chán, mà không có xuất ly ra khỏi đời thì không có xuất ly đối với đời. Khi nào mà mình như thật mình giác tri được ba cái điều đó thì bắt đầu mình mới an trú với tâm thoát ly, không có hệ phược giải thoát, không bị hạn cuộc. 107 nói về các vị tu nếu mà không như thật rõ vị ngọt nguy hại sự xuất ly ở đời thì không được gọi là sa môn bà la môn. Kinh 108 trong giới luật bậc thánh thì ca vịnh cũng như là khóc than múa nhảy nó bằng với điên loạn, cười quá đáng để lộ cả răng thì giống trẻ con, cho nên là phải phá cây cầu đi đến ca hát búa nhảy, mỉm cười khi quan hỷ, khi mang hỷ mỉm cười thôi, đừng cười quá đáng để lộ cả răng. Đó thì là trong cái bài kinh. 109 là hưởng thọ ba sự đời không bao giờ thỏa mãn. Ba sự nào mà không có khiến thỏa mãn được là ngủ nghỉ, rượu men, rượu nấu và sự dâm dục giao hợp, đó là hưởng thọ mê đắm. Không thấy thỏa mãn. Thế Tôn dạy gia chủ cấp cô độc Anathapindika, khi tâm được phòng hộ thì thân khẩu ý nghiệp cũng được phòng hộ, rồi thân khẩu ý nghiệp đầy ứ tham dục, tâm không được phòng hộ á, thì thân khẩu ý nghiệp tức là tam nghiệp không được phòng hộ, thì lúc này là thân khẩu ý nghiệp đầy ứ tham dục và nó rỉ chảy lậu hoặc đó, thân khẩu ý nghiệp bị hủ bại, sự chết không được hiền thiện, ngược lại thì sự chết hiền thiện. Mình biết được cái nguyên nhân á, mình tu tập kinh 111 là như trên, hai chữ không phòng hộ bằng thất thế lung lai, thì thân khẩu ý nghiệp mình thay vì không phòng hộ nè, thì đó nó thất thế nó lung lai, nó dễ bị dao động lắm, ai tác động mình là mình theo. Thì kinh 112 ba nhân duyên bất thiện khiến các nghiệp tập khởi tham sân si, nghiệp nào tham tác thành, tham tác thành sanh từ tham, do tham làm nhân duyên, do tham tập khởi thì sẽ đưa đến nghiệp bất thiện, phạm tội khổ dị thục, tức là kết quả mình mang đến khổ gì đó. Làm nghiệp tập khởi không đưa đến đoạn diệt thì tương tự với tham là sân và si. Ba nhân duyên thiện còn ở trên là ba nhân duyên bất thiện khiến cái nghiệp mình á, khiến các nghiệp tập khởi. 113 ba nhân duyên này khiến các nghiệp tập khởi là do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ ha, rồi cái thứ hai là do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong tương lai, rồi cái thứ ba là trong hiện tại. Thì mình thấy là nó khiến các nghiệp tập khởi là do dục tham trong quá khứ, rồi trong tương lai và trong hiện tại, rồi ba nhân duyên khiến các nghiệp tập khởi do duyên các pháp làm chỗ y xứ cho dục tham trong quá khứ,
mà ước muốn không sanh khởi, ở trên này là ước muốn sanh khởi rồi. À, duyên dục tham mà ước muốn sanh khởi, còn dưới này là duyên dục tham mà ước muốn không sanh khởi. À, và nó cũng đưa tới cái nghiệp tập khởi, nhưng mà cái nghiệp tập khởi dưới đây là tâm không còn tham đắm với trí tuệ, vị ấy thể nhập và thấy. À, thấy đây là thấy chân lý, thấy niết bàn. Phẩm 12 rơi vào đọa xứ thì ba hạng người rơi vào đọa xứ thì khi họ đoạn bỏ pháp này, đó là ai sống không phạm hạnh mà tự xưng là mình sống phạm hạnh. Thứ hai là đối với người sống phạm hạnh, hành phạm hạnh thanh tịnh mà người nào công kích là không phạm hạnh một cách không căn cứ thì cũng bị đọa địa ngục. Ở đó các vị đang sống phạm hạnh á, không biết cái gì mà mình hiểu lành, ai nói gì đó mình hiểu lầm, mình công kích công kích vị đó là không phạm hạnh, là mình cũng bị đọa. Ai chủ trương như sau, không có lỗi lầm trong các dục vọng, cứ làm đi không có sao đâu, cứ tham đắm dục vọng rồi rơi vào say đắm rồi đó thì cũng bị đọa ha. Kinh 115, sự xuất hiện của ba hạng người này khó tìm được ở đời, đó là thứ nhất là Đức Phật nè, chánh đẳng giác Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác, thứ hai là người có thể thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, thứ ba là người tri ân, người biết ơn. À, là ba hạng người này khó tìm được ở đời. Thì như quý vị là người tri ân, người biết ơn là cũng là rất là khó tìm được ở đời. Còn vị nào có thể thuyết pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết cũng rất là khó tìm được ở đời. Và cái trên cùng là Như Lai bậc A La Hán chánh đẳng giác ha, là rất là khó tìm được ở đời. Ba hạng người này có mặt xuất hiện ở đời, đó là tùy theo từng bài kinh. Kinh 116 là ngài nói với ba người nào, kinh 117 ngài nói ba người như thế nào ha. Ví dụ như trong kinh 116 thì hạng người dễ ước lượng, khó ước lượng và không thể ước lượng. Ví dụ như hạng người này nhìn cái thấy biết là dễ ước lượng lắm, họ tháo động kiêu căng dao động, lắm mồm lắm miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căng thả lỏng. Đó, mình thấy kỳ quá rồi mình bỏ đi coi mình có tháo động kiêu căng dao động, lắm mồm lắm miệng, phát ngôn bừa bãi, thất niệm hay không, không có tỉnh giác là lúc nhớ lúc quên cái mình nói lung tung vậy đó. Đó rồi tâm mình không định tĩnh, tán loạn, các căng thả lỏng thì nó không có ổn. À, là mình phải chuyển hóa. Rồi khó ước lượng là cái người đó họ không có dao động, không kiêu căng, ngược lại trên không lắm mồm lắm miệng, không phát ngôn bừa bãi, họ trú niệm tỉnh giác, định tĩnh nhất tâm, các căn được bảo vệ. Là mình khó ước lượng. Rồi tới không thể ước lượng là tỳ kheo bậc A La Hán các lậu hoặc được đoạn tận. Là không thể ước lượng được. Kinh 117 là người vượt hoàn toàn sắc, người hoàn toàn vượt sắc tưởng, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý các tưởng sai biệt, xem hư không là vô biên, đạt đến an trú không vô biên xứ. Đó là cái thiền vô sắc giới đầu tiên ha, thiền đầu tiên thì thưởng thức khi cầu thỏa mãn với cảnh giới ấy, an trú nhiều trong cảnh giới ấy, không từ bỏ đến khi mệnh chung sanh cộng trú với chư thiên, đã đạt đến không vô biên xứ và trú ở đấy cho đến hết cái thọ mạng của mình là 20.000 kiếp, thì kẻ phàm phu ấy đi vào địa ngục bàn sanh ngạ quỷ. Mà mình thấy ở trên cõi Phạm Thiên rồi mà sao còn xuống đi vào địa ngục bằng sanh ngạ quỷ ha. Nhưng mà đệ tử của Thế Tôn á thì sau khi trú ở đấy rồi đó, hết thọ mạng cuối cùng thì nhập vào niết bàn trong sở hữu ấy, trong sự hiện hữu ấy, đó là đặc thù. Đây là sự tăng thượng, sự sai biệt giữa vị thánh đệ tử có nghe nhiều và kẻ vô văn phàm phu về vấn đề sanh thú và tái sanh. Là do các vị đệ tử của Thế Tôn á, hiểu được là con đường đi để đi đến Niết Bàn tịch tịnh, chứ không phải là để trôi lăn nhiều trong vòng sanh tử luân hồi. Người ta các vị không còn ham thích nữa hay sự hiện hữu chỗ này chỗ kia đó, do vậy mà từ chỗ đấy là nhập Niết Bàn luôn. Thứ hai là người vượt qua không vô biên xứ nên thức là vô biên, tức là cái tầng thánh xin lỗi, tầng thiền thứ hai, cái số 3 là tầng thiền thứ ba, là cái tầng thiền thứ hai là thức vô biên xứ ha, tầng thiền thứ hai là thức vô biên xứ và tầng thiền thứ ba là vô sở hữu xứ, thì trú ở đấy như thế nào vân vân. Nó tương tự cái chỗ này là họ trú ở đấy rồi họ trở lại cái cõi này, có khi là vào địa ngục và sanh ngạ quỷ.
Nhưng mà đệ tử của Đức Thế Tôn thì trú ở đấy xong rồi niết bàn luôn, đó là cái điểm khác biệt. Kinh 118, ba cái khiếm khuyết về giới, khiếm khuyết về tâm và khiếm khuyết về tri kiến, và ngược lại với ba cái khiếm khuyết này thì cũng có ba cái viên mãn, cũng về giới, về tâm và về tà kiến. Kinh 119 thì nó cũng giống kinh 118, rồi ngài có thêm cái ví dụ thôi ha. Kinh 120, ba khiếm khuyết là tà nghiệp, tà mạn, tà kiến, đó là ba cái khiếm khuyết về hành động, về sanh kế và về tri kiến. Ngược lại thì có ba viên mãn cũng về hành động, về sanh kế và về tri kiến. Chúng ta coi cái nội dung ở trên này nè, là cái khiếm khuyết thì phần biến viên mãn á, là nó ngược lại. Rồi tới ba thanh tịnh thì kinh 121, kinh 102 nói ba thanh tịnh, đó là thanh tịnh về thân lời ý, thân thanh tịnh sao, lời thanh tịnh sao và ý thanh tịnh sao. Kinh 121 thì ý thanh tịnh là không có tham, không có sân, không có chánh tri kiến, là giống mình hay học đó. Rồi tới kinh 122 thì nói là thanh tịnh ý á, là nội tâm có hay không có ước muốn về dục, vì ấy rõ biết ước muốn về dục sanh khởi khởi thế nào, vì ấy rõ biết như vậy ước muốn về dục sanh khởi đoạn trừ thế nào, vì ấy rõ biết như vậy ước muốn về dục đã được đoạn trừ, tương lai không sanh khởi như thế nào, vì ấy rõ biết như vậy. Tức là họ đi vào chi tiết hơn, trong có sự quan sát nè, đi vào chi tiết. Cái này là các vị này là đạt được không tham không sân và có chánh tri kiến. Còn 122 là nói về cái cách thức quán chiếu hoặc là tu tập của vị ấy. Tương tự với sân, hôn trầm, thị miên, trạo hối và nghi, tức là những truyền cái còn lại đó, là vị ấy rõ biết hết. Kinh 123, ba sự toàn hảo về thân, về lời nói và toàn hảo về ý, có cái nội dung. Tới phẩm Kusinara, phẩm 13 thì ngài trú ở Kusinara gần rừng Bali Harana, dạy cho các tỳ kheo. Ngài dạy khi mà được mời cơm với các món ăn ngon đó, đủ loại cứng mềm, thì tâm của vị tỳ kheo phải như thế nào để cho người chính chủ đó họ được cái lợi ích lớn, quả lớn, phải không có được tham đắm, say đắm tham trước, phải thấy được sự nguy hại, sự xuất ly đó, rồi khởi lên ba cái suy tầm về viễn ly, vô sân và vô hại thì mới được. 125 là ngài cũng dạy tỳ kheo là từ bỏ ba pháp khi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh với nhau. Các vị tỳ kheo này nè, khi mà họ cứ sống cạnh tranh, luận tranh á, thì vị ấy đã từ bỏ pháp, đã bỏ và pháp miễn ly, vô sân và vô hại tầm. Rồi các vị ấy đã làm quá nhiều ba pháp là dục tầm, sân tầm và hại tầm, đó là bị ngược đi ha. Còn khi mà sống hòa hợp á, quan hỷ á, thì vị ấy đã từ bỏ ba pháp độc á, là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Rồi các vị ấy làm nhiều, tức là làm cho nó sung mãn phát triển lên, đó là viễn ly, vô sân và vô hại tầm, đó là như vậy. Kinh 126, Thế Tôn ngài thuyết giảng cho các tỳ kheo khi ngài trú ở Vesali, điện thờ Gotamaka. Ngài khẳng định là ngài thuyết với thắng trí, ngài thuyết với nhân duyên, ngài thuyết với thần thông. Tới 127, vị Mahanama dòng họ Thích đến chỗ Thế Tôn, rồi sắp xếp cho Thế Tôn trú ở Barandu, chỗ của cái người đó tên là Barandu, người Kalama trước là đồng tu phạm hạnh với Thế Tôn. Thì hôm sau Thế Tôn hỏi Mahanama là có ba vị đạo sư trước mặt, có ba vị đạo sư có mặt xuất hiện ở đời, thì ba vị là một hay là khác? Vị thứ nhất là đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, nhưng không trình bày sự biến tri của các sắc, không trình bày sự biến tri các cảm thọ. Hay vị thứ hai là đạo sư này trình bày sự biến tri của các dục vọng mà trình bày sự biến tri của các sắc luôn, nhưng mà không trình bày sự biến tri các cảm thọ. Rồi vị thứ ba là đạo sư trình bày sự biến tri của các dục vọng, rồi sự biến tri của các sắc và sự biến tri của các cảm thọ luôn, là cả ba. Thì ông Parandu thì bảo Namarama nói một đi, một đi, ba vị này là một, còn Thế Tôn thì nói là khác. Thì lần thứ ba, tức là lần thứ hai, thứ ba, thì ông Mahanama là đều nói y như vậy. Rồi ông Parandu đó, Parandu mới nghĩ là trước mặt
Mahanama dòng họ Thích có thế lực lớn này, ta bị Sa môn Gotama nói trái ngược cho đến lần thứ ba, vậy ta hãy rời khỏi Kapilavatthu. Rồi Parandu ra đi khỏi Kapilavatthu không bao giờ trở lại. Đó là cái nội dung của bài kinh. Ổng thì ổng cứ kêu nói là một đi một đi. Thế Tôm nói là ba người này là khác chứ sao là một được. Ổng quê quá, ổng đi luôn và không bao giờ trở lại. Đó là như vậy. Kinh 128, ba pháp mà thiên tử Hathaka cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi chết vẫn không thối chuyển. Đó là thứ nhất là được thấy Thế Tôn, ổng không thấy bao giờ vừa đủ, khi mà mất đi ổng vẫn không bỏ cuộc, được nghe diệu pháp rồi được phục vụ hầu hạ chúng tăng, đó là ba cái điều mà thiên tử Hathaka cảm thấy không bao giờ vừa đủ. Kinh 129, Thế Tôn trú ở Ba La Nại, chư thiên đọa xứ Isipatana, tại vườn Nai, rồi gần chỗ cột đàn bò Goyo Gabilaka. Thế Tôn chỉ dạy cho tỳ kheo thì thấy gì đó không có thiền định, cứ hưởng thọ dục lạc, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn phóng túng, thì ngài mới dạy cho cái vị này là chớ có làm cho tự ngã trở thành thối nát. Ai làm cho tự ngã thối nát, đầy ứ thoát ra toàn mùi hôi thối, và mong rằng ruồi lằn không đến bu đậu, không chiếm cứ, thì sự kiện này không thể nào xảy ra được. Nó không là tu đó, mà mong là không có bị hôi thối, thì ngài nói là ba điều đó là tham cầu, sân hay là ác ý, rồi các suy tầm ác, thì nó thối nát lắm, nó hôi thối. Tham cầu là thối nát dơ bẩn, còn sân là hôi thối tanh hôi, cái như là mùi thịt xóm xích vậy đó. Rồi các suy tầm ác đó, nó là bất thiện ruồi lằn đó. Thì ba cái này nó y như là ruồi lằn tới bu đậu chiếm cứ trên cái mùi hôi thối đó. Họ để cho các căn mắt tai mũi lưỡi không phòng hộ thì tham sân ác bất thiện nó khởi lên, bất thịnh tanh hôi, không an tịnh vô minh, rời xa niết bàn tịch tịnh, thì người đó phải chịu bất hạnh. Muốn không bị như vậy thì vị ấy cần phải tu tập giới định tuệ để đạt hạnh phúc, trừ diệt các pháp ác và bất thiện. Mà chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng tu tập để mà từ bỏ những cái tanh hôi của tham sân ác bất thiện pháp đấy. Kinh 130 thì Thế Tôn lại giảng thắc mắc của tôn giả Anuruddha. Đó là Anuruddha hỏi là tại sao mà phần lớn các nữ nhân khi thân quả mạng chung bị sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục như vậy. Là ngài mới trả lời là do các nữ nhân có đầy đủ ba pháp, là thứ nhất là buổi sáng ở nhà tâm bị ám ảnh bởi cấu quế của sang lẫn và sang tham đó, buổi trưa ở nhà cũng vậy, buổi chiều ở nhà cũng vậy. Cho nên là những người này nè, những cái nữ nhân này nè, thì họ khi mà họ mất đó thân quả mạng chung, họ bị rơi vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Mà ngài nói là phần lớn các nữ nhân là do cái sự sang tham có nhiều. Bây giờ mà mình bỏ muốn bỏ sang tham là mình phải tu tâm thí đó, tâm bố thí, cúng dường bố thí, rồi tu tập thêm, làm nhiều thiện sự và chuyển hóa tâm. Kinh 131, tôn giả Sariputta dạy tôn giả Anuruddha tiến tu để đạt cứu cánh qua lời trình của vị này. Tại vị này vị lợi đó, thưa thưa ngài, y như mình trình pháp vậy đó. Tại sao mà tôn giả Sariputta, thưa tôn giả, là tại sao với thiên nhãn thành tuần thuần tịnh siêu nhân thì tôi có thể thấy cả ngàn thế giới vậy đó. Thấy hay nha, thấy 1.000 thế giới. Phấn chấn là tinh tấn của tôi, tức là tôi thật là phấn chấn tinh tấn, tôi không có thụ động niệm thì được an trú, không thất niệm, tâm khinh an, không cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Tuy vậy tâm tôi chưa được giải thoát và các lậu hoặc không có chấp thủ. Ở ngày lại ngày trình pháp, ngày thưa hỏi cái cách nào của sao tu cũng nhiều lắm đó, được nhiều thứ vậy đó, mà sao không có tiến bộ, không đạt được giải thoát các lậu hoặc. Ngài Sariputta, ngài sẽ lời Phật, ngài phân tích chi tiết vậy. Khi mà tôn giả nghĩ á, là với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân tôi có thể nhìn thấy 1.000 thế giới, thì đây là cái kiêu mạn rồi, kiêu mạn của hiền giả. Cái thứ hai là khi mà nghĩ phấn chấn là tinh tấn của tôi, không có thụ động niệm được an trú, không thất niệm, tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm, thì đây là trạo cử rồi. Không không có tâm không có vắng lặng mà nó bị trạo cử lên, nó phóng lên bằng cái tư tưởng là tôi phấn chấn tinh tấn lắm mà không có thụ động niệm an trú, vân vân.
Thì khi mà nghĩ là tuy vậy tâm của tôi chưa được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ, thì đây là hối quá, hay là sự hối tiếc, hối quá thì kiêu mạn rồi trạo cử rồi hối quá, thì cần phải đoạn trừ ba pháp này, không tác ý ba pháp này, chú tâm vào giới bất tử. Thì khi vậy là tôn giả hành theo được một thời gian thì đạt được vô thượng cứu cánh phạm hạnh và tôn giả Anuruddha nhờ tôn giả Sa Lợi Phất Rinpoche chỉ dẫn. Cặn kẽ như vậy đó, mình đọc mình thấy cảm động. Huynh đệ hỏi bảo ban nha, thì chút chút vậy đó, thì nhờ như vậy mà vị Anuruddha trở thành một bậc A-la-hán. Kinh 133, 132, ba pháp được che giấu khi thực hành không có hiển lộ, là thứ nhất là sở hành của nữ nhân hay giấu giấu ha, rồi thứ hai là chú thực cũng giấu giấu, chú thực của các bà la môn á, và thứ ba là tà kiến, mình cũng giấu trong tâm mình vậy đó. Khi mà cái gì là nó mới thể hiện ra, khi thực hành là không có hiển lộ, thì ba pháp chói sáng được hiển lộ không có che giấu, nên là ngược lại dưới trên, đó là vành tròn của mặt trăng, thứ hai là vành tròn của mặt trời, và thứ ba là pháp và luật được Thế Tôn tiên thuyết. Ngài có bao nhiêu là tiên thuyết hết cho mọi người cùng nhau thực hành, lợi ích cho số đông chư thiên và loài người. Vâng, kinh 133, ba hạng người có mặt xuất hiện ở đời. Cái này rất là thú vị ha. Hạng người như chữ viết trên đá hoặc là chữ khắc trên đá. Cái thứ hai là hạng người như chữ viết ở trên đất, và cái cuối cùng là hạng người như chữ viết trên nước. Mình coi mình là hạng người như chữ viết ghi ở đâu ha. Thì nếu mà khắc ở trên đá đó, là cái người này họ luôn phẫn nộ. Luôn giận phẫn nộ, và cái phẫn nộ của họ kéo dài như là chữ mà khắc viết ở trên đá, không có bị gió hay nước tẩy xóa mà chống, nó tồn tại rất là lâu, khắc vô mà khắc sâu vô, nó nằm ở đó yên ở đó. Và bây giờ là viết ở trên đất, thì cái người này họ cũng luôn phẫn nộ vậy, nhưng mà cái phẫn nộ của họ không có kéo dài y như chữ viết trên đất rồi đó. Khi mà có gió hay là nước á, tràn qua thì nó bị tẩy xóa mà chống, nó không có tồn tại. Cái cuối cùng là hạng người như chữ viết trên nước, mình cầm cái gì mình viết trên nước thử, thì dầu có bị nói một cách kịch liệt, một cách độc ác, một cách thô lỗ, nhưng họ vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ, mà họ thân thiện hoan hỷ thật sự nha, họ không phải là họ giả bộ, mà trong bụng giận dữ lắm luôn, mà ngoài miệng ráng rồi gương mặt rồi ánh mắt rồi ráng tỏ vẻ không có gì, nhưng mà trong bụng giận không phải vậy, mà là người ta thật sự người ta dễ dàng hòa hợp, người làm như họ không có biết giận hờn ai vậy đó, buông bỏ, họ không có hiềm khích phiền giận gì ai, thân thiện và hoan hỷ ví như chữ viết trên nước, vừa viết không đâu có động lại, được mau chóng biến mất không tồn tại lâu dài đó. Mình thấy hay quá ha, thì mình để học tập mình trở thành đầu tiên là mình là cái người chữ viết trên đất đi, rồi cái dần dần mình là chữ viết trên nước, ai nói gì cũng không sao, người ta nói thôi mà, cho người ta có cái quyền tự do người ta nói, ví dụ như cái người đó họ nói đúng á, điều đó đúng thì mình ghi nhận rồi mình sửa đổi, còn họ nói sai thì thôi, họ nói sai mà mình để tâm mình buồn, mình giận, mình phiền họ rồi cái tâm mình nó trở nên bất an, trở nên bất thiện, là nó không có lợi. Tế phẩm 14 là phẩm chiến sĩ. Chiến sĩ đó thì nguyên cái phẩm này thì Đức Phật nói về những chiến sĩ á, có những cái xứng đáng cho nhà vua được sử dụng, thì có những đức tính gì rất là hay, chẳng hạn như bắn xa, bắn như chớp nhoáng, đâm thủng được vật to lớn. Thì khi mà vị tỳ kheo cũng vậy, vị tỳ kheo bắn xa là sao, vị tỳ kheo bắn như chớp nhoáng và là sao, và đâm thủng được vật to lớn là sao, thì chúng ta thấy ngài nêu hình ảnh xong rồi ngài liên hệ rất là hay. Ví dụ như vị tỳ kheo bắn xa là sắc thọ tưởng hành thức gì mà nó khởi lên, dù nó thuộc quá khứ vị lai hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa gần, tức là 11 cái tính chất đó, 11 cái khía cạnh. Chư Tôn Đức với quý Phật tử mình cũng ghi nhớ luôn ha. Quá khứ hiện tại vị lai là ba nè, dù nó trong hay ngoài, hay nội hay ngoại đó là năm, thô hay tế, nó nhìn nó thô hay là nó không có thô, thấp hay cao, hay là liệt hay thắng, xa hay gần, đó là 11. Thì dù cho là sắc thọ tưởng hành thức gì mà nó thuộc 11 cái khía cạnh này đó, thì vị ấy như thật với chánh trí
với chánh trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi. Đừng có cho cái gì là tôi hết. Tôi thấy cái đó đó, trời ơi, tôi nghe chứ ai chắc chắn luôn, mà chắc chắn 100% luôn đó, mình cứ khẳng định vậy vậy à. Còn cái đồ này của tôi, cái kia của tôi, rồi ai đụng tới mình nó cái nó xúc phạm thấy cái bản ngã, cái mình thấy khó chịu, gọi tự ái đó à, thì bây giờ mình bỏ đi, phát hiện liền cái tâm mình nó đang có xu hướng như thế nào, nó khởi lên cái gì, nó có đang bất thiện hay không, hay nó đang ác ý hay không, hay như thế nào đó. Thì các vị đó làm nhanh nhạy lắm, cứ thấy cái gì khởi lên, sắc thọ tưởng hành thức là năm uẩn đó, khởi lên, dù cho nó quá khứ hiện tại vị lai nội ngoại thô tế liền thắng xa gần, thì vị ấy cũng không có cần mà nói ồ cái này là của tôi nè, không phải của tôi, không phải tiền nhỏ của tôi, thì cái đau khổ vô ích đó, nó khổ là nó không có còn nữa. Còn nếu mà nó có thì nó hành hạ mình thời gian dài, nó vô ích lắm à. Thì cái vị ấy có bắn như chớp nhoáng như chiến sĩ hay không, là vị ấy có thấy được tứ diệu đế hay không đó, rồi đâm thủng được vật to lớn hay không, tức là họ có đâm thủng được cái khối vô minh hay là vô minh uẩn to lớn hay không. Nó to lớn, nó cứng chắc từ đời này đời kia, kiếp này kiếp kia kéo dài tới bây giờ. Thì kinh 135 có ba hội chúng là điêu luyện về khoa trương, điêu luyện về chất vấn và điêu luyện tùy theo sở thích. Trên 136 là ba đức tánh một người bạn cần được thân cận, là mình thấy người bạn này đó có ba đức tánh rất là hay, mình thấy vậy là mình nên thân cận, là họ cho điều khó cho, làm điều khó làm và nhận cái điều khó nhận, hay là cái tình bạn nó tồn tại lâu dài và nó được lợi ích cho cả hai. Kinh 137, dầu các Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy, pháp quyết định tánh, tức là dù các ngài có xuất hiện hay không thì vẫn có, là thứ nhất là các hành là vô thường, thứ hai là các hành là khổ, và tất cả các pháp là vô ngã. Đó là vậy ha. Tới kinh 138, kinh 138 là trong các loại mòn thì mòn bằng tóc là hô hôi và xấu bất tiện, trong các thuyết ngoại đạo thì thuyết của Mắc Kha Ly được xem là hèn hạ nhất, ngu si ngược ngạo, vì cho rằng không có nghiệp, không có quả của nghiệp và không có tinh tấn. Thì ông này là Mắc Kha Ly, hồi đó ổng ngoại đạo đó, bọn tóc cái mòn đò, bọn bằng tóc nữa à. Cho nên là ở ngoại hình đó, thì dùng cái mền đó nó hôi thô hôi xấu bất tiện rồi, mà cái thuyết của ổng đó là hèn hạ nhất, Đức Phật nói là ngu si ngược ngạo, nói là không có nghiệp, không có quả của nghiệp và không có tinh tấn, cứ sống thoải mái muốn làm gì làm, khi mà qua dòng luân hồi sanh tử sanh đi tử lại thì tự nhiên những đau khổ nó được dừng lại. Thì đó, ông nói vậy đó. Thì trong thời quá khứ, vị lai hay hiện tại, những ai là các vị A-la-hán, các vị chánh đẳng giác, các bậc Thế Tôn, các vị ấy đều chủ trương có nghiệp, nghiệp quả và có tinh tấn. Vậy mà ông Makkhali thì ông nói là không cần, không cần, không có nghiệp, không có quả, không có quả, không có cần tinh tấn. Thì như vậy là cái thấy biết sai, mà ai đi theo đó thì mình sai theo. Mình thay theo mà mình thực hành thì mình bị quả xấu. Kinh 139 là ba sự thành tựu về tính, về giới, về tuệ. Kinh 140 cũng có ba sự tăng trưởng cũng về tính, về giới, về tuệ. Rồi 131 là ba loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không đẹp, không có cân đối. Thứ hai là có tốc lực có sắc đẹp nhưng mà không cân đối. Thứ ba là có tốc lực có sắc đẹp và có cân đối. Thì tương tự cũng có ba loại người ha, Đức Phật nói là ba hạng người cũng chưa được điều phục như vậy. Chúng ta sẽ tự nghiên cứu. Rồi kinh 132 cũng ngài cũng nói ba loại ngựa trước là có tốc lực, không có sắc đẹp, không cân đối. Cái thứ hai cũng có tốc lực có sắc đẹp nhưng mà không có cân đối, và cái thứ ba là có ba cái luôn đầy đủ. Thì tương ứng cũng có ba hạng người được điều phục, ở trên là không được điều phục. Kinh 130, kinh 43 cũng là nói ba con ngựa trước nó như thế nào, rồi ba loại người như thế nào. Tới phẩm cát tường thì đầy đủ ba pháp nào mà bị rơi vào địa ngục, đó là 147, 48, 49, 50 là đều nói là thân lời ý nghiệp không thiện đó, thì tương xứng rơi vào địa ngục. Kinh 148 thì nói là thân lời ý nghiệp có tội đó,
thì rơi vào địa ngục. Kinh 149 thì nói là thân lợi ý nghiệp không thăng bằng, hoặc là nó sai, nó nghịch thì nó sẽ bị đưa vào địa ngục. Ngược lại ha, 150 nữa chứ, là thân lời ý nghiệp bất tịnh thì cũng tương xứng rơi vào địa ngục. Và ngược lại với những điều này là được tái sanh lên cõi trời, thì cái nội dung nó sẽ bị ngược lại. Chẳng hạn như là thân lời ý nghiệp thiện nè, rồi thân lời ý nghiệp không tội, thân lời ý nghiệp chính đáng, hay là thân lời ý nghiệp tịnh. Rồi cái nữa cũng trong cái phẩm này là ba pháp mà kẻ ngu si không thông minh, không phải bậc chân nhân, họ tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách làm điều vô phước, đó là thân lời ý không thiện, thân lời ý phạm tội, thân lời ý không thăng bằng, và thân lời ý nghiệp bất thiện bất tịnh đó. Thì tương tự ở trên ha, những cái bài kinh đi đi dần xuống thì Đức Phật ngài nói là những cái pháp đó đó là kẻ ngu si không thông minh, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như kẻ mất gốc, bị thương tích, có phạm tội, bị người trí quở trách làm nhiều điều vô phước. Thì như vậy nếu mà mình kết hợp lên ở trên này đó thì mình tự mình biết là họ sẽ tương xứng bị rơi vào địa ngục. Mà mình học có mình có cái sự liên hệ qua lại vậy đó, thì quý vị sẽ nhớ rõ hơn và chi tiết hơn. 155 ba loại kính lễ là mình kính lễ bằng thân, bằng lời nói và bằng ý. Mình kính lễ người đó trong ý mình lại, khi mình không có cần nói ra nhưng mà lúc nào mình cũng kính ở trong cái ý đó. Còn có người thì thể hiện ra bằng lời, bằng thân, nhưng phải thật sự ha. Rồi 156 là loại hữu tình nào vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều có thân lời ý thiện, thì có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tốt đẹp. Ngày nào mà mình có ý, lời và thân làm lành á, làm lành làm thiện á, thì cái buổi đó, ngày đó là ngày lành, ngày thiện. Tới 16 là phẩm lõa thể, thì ba đạo lộ là thâm cố đạo lộ, kịch khổ đạo lộ, và cuối cùng là trung đạo lộ. Thì thâm cố đạo lộ là có người nói thấy như sao, không có tội lớn trong các dục vọng, họ rơi vào tham đắm trong các dục vọng. Mình thấy vậy là mình biết là sai rồi ha. Rồi tới kịch khổ đạo lộ, cách hành thiêu trái hoặc phí, cái đạo lộ đó đó, hoặc là cái cách hành Patipada cũng là cách thực hành, cũng là đạo lộ. Thì mình làm này phí lắm, mình thiêu trái lắm, hoặc là kịch khổ. Họ sống nè, sống lõa thể, phóng túng, không lễ nghi, liếm tay sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, không chịu đứng lại, không nhận lời đi ăn. Nói chung là rất là nhiều những cách họ đặt ra. Chẳng hạn nhờ vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hai nhà, bảy nhà thôi, ăn khi mà ăn ăn một miếng, hai miếng hoặc bảy miếng thôi, nuôi sống với một bát, hai bát hoặc bảy bát thôi đó, vân vân. Nhiều cái để họ nói gọi là mình gọi là giới cấm thủ cũng có nữa đó, trong nằm trong đây luôn. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc theo tập tục, sống nhổ râu tóc theo hạnh thường, đứng không dùng chỗ ngồi, ngồi thì ngồi chỗ hõm vậy đó, ngồi chỗ hõm vậy đó, rồi ngồi chỗ hõm một cách tinh tấn, dùng gai làm giường, nằm trên gai. Một có người thì một đêm tắm 3 lần, xuống nước để tắm gội cho sạch tội lỗi. Mình thấy là thấy chặt rồi đó ha. Tới trung đạo lộ thì vị tỳ kheo nè, trung đạo lộ thì quán thân trên thân, diệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ô ở đời, quán thọ trên thọ, vân vân. Thì mình khi mình thấy vậy mình biết là vị này đang tu tứ niệm xứ. Rồi tới thứ hai là vị tỳ kheo mục đích khiến các ác quán thiện pháp từ trước sanh, không cho sanh khởi, vân vân. Thì khi mình đọc tới vậy là mình biết vị này đang hành tứ chánh cần. Rồi vị ấy tu tập thần túc câu hữu với dục định tinh cần hành, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn định, tinh tấn kinh câu hữu với tinh tấn định, tinh cần hành, tu tập thần túc câu hữu với tâm định tinh cần hành, và tu tập thần túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành, là mình biết người này đang tu tứ như ý túc. Rồi vị ấy là tu tập năm căn, tinh tấn niệm định tuệ, năm lực. Khi mà tu tập năm căn đó tới một mức độ thì nó trở thành năm lực, năm căn hoặc năm quyền ha. Thì năm cái khả năng của mình đó, thì bây giờ nó mạnh mẽ lên, nó trở thành năm lực, tính tấn niệm định định tuệ lực. Rồi tu tập bảy giác chi, niệm trạch, tấn hỷ, khinh, định, xả ha. Rồi vị ấy tu tập thánh đạo 8 ngành. Thì như vậy là mình thấy là 37 phẩm trợ đạo ha. Đó đó là trung đạo lộ, cũng là
bát thánh đạo bao hàm trong đó luôn. Tới phẩm 17 là phẩm hành nghiệp lược thiết, thì đầy đủ ba pháp tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục, đó là tùy bài mà có sự thay đổi chỗ này chỗ kia. Chẳng hạn như bài kinh 146 là ba nghiệp đó là gì, là tự mình sát sanh rồi khích lệ người khác sát sanh, hoặc là mình thấy ta sát sanh mình tùy hỷ đó đó. Rồi tới lấy của không cho cũng vậy, cũng tự mình lấy khích lệ người khác rồi tùy hỷ. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy một loạt những cái bảng dưới đây là để liệt kê mình học mình tránh ra. Ví dụ như là từng pháp gì đó mà nó có ba, thì ba cái yếu tố là tự bản thân người đó rồi còn khích lệ, rồi thấy người ta làm mình đâu có làm đâu mà mình lại tùy hỷ, tùy hỷ thấy người ta sát sanh tùy hỷ cười vui, thì mình cũng bị cái nghiệp cũng bị rơi vào địa ngục đó. Thì từ đây cho tới 182 tới cái chỗ tà kiến, mình thấy có đầy đủ 10 nè, 10 cái ác nghiệp, 10 cái ác hạnh. Ngược lại thì được sanh lên thiên giới ha, lên này nội dung nó khác lại. Tới phẩm 18 là phẩm tham lược thuyết, đầu tiên là thắng tri, hiểu rõ chúng ta thắng tri tham ái là có ba pháp cần phải tu tập là không định. Không định là định nơi sunyata là không á, định vào cái không, và vô tướng định, định nơi vô tướng, và thứ ba là vô nguyện định, định trong cái chỗ ngô nguyện. Thì khi nào có điều kiện thì chúng ta sẽ học kỹ hơn về phần này. Thì khi trong cái bài này ngài chỉ nêu cái nội dung trước cho mình biết là tu tập ba pháp là không định, vô tướng định, định vào không đó, vô tướng định, vô nguyện. Cái sunyata này cũng là cái chỗ niết bàn, không không, vô vi. Để biến tri thắng tri, rồi là biến tri hoặc là liễu tri, rồi biến diệt đoạn tận, diệt tận trừ diệt ly tham, đoạn diệt trừ khử từ bỏ, nó gần như là mình đoạn trừ nó vậy đó. Thì cũng là ba pháp này cần phải tu tập là không định, vô tướng định và vô nguyện định. Rồi tới những cái ô nhiễm còn lại là sân, rồi si, phẫn nộ, từ bỏ hận, từ bỏ giả dối, não hại, tật đố, sang lẫn, mang trá, sang lẫn hay là sang tham ha, mang trá, phản bội, ngoan cố hoặc là cứng 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 đầu cứng cổ đó, khó bảo đó. Rồi từ bỏ bồng bột nông nổi hay là hung hăng, từ bỏ mạng, tăng thượng mạng hay là quá mạng, từ bỏ kiêu, từ bỏ phóng dật, thì cũng là ba pháp này cần phải tu tập. Chúng ta đến đây là đã xong cái chương 3. Do thời gian có hạn thì mình đi cũng hơi vội. Con trò nghĩ là Chư Tôn Đức với quý Phật tử học viên cũng mệt rồi. Cái này là phần kết luận, thì phần kết luận thì tổng kết lại hết những cái gì trong các kinh, liên hệ, sắp xếp nó vô từng phần những cái phần liên quan với nhau. Thì Chư Tôn Đức với quý Phật tử học viên, từ bản thân mình cũng có thể kết luận riêng, có thể là nó sẽ hay hơn, chi tiết hơn, đầy đủ hơn, hoặc là bổ sung gì đó, hay là có những cái pháp nào mình thấy cần nhấn mạnh thì mình sẽ biết nhiều hơn. Nhưng mà cái phần kết luận này thì con cũng đưa ra cái phần cơ bản cho tất cả, là tóm tắt lại là trong phần này ngài đã dạy mình những gì, cũng như các vị đệ tử, thánh đệ tử Sariputta, ngài Nanda hay là tôn giả Nandaka cũng có những hướng dẫn cho Bà La Môn hoặc là cho huynh đệ với nhau. Con đã ghi ra thì sau phần này thì con sẽ gửi bài bài soạn đây cho Chư Tôn Đức và quý Phật tử học viên mình cùng theo dõi. Thì thời gian cũng đã hết, con trò xin phép ngưng đây, thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã cùng quý Phật tử học viên đã rất là kiên nhẫn theo dõi. Cầu chúc quý ngài được sức khỏe dồi dào, mọi Phật sự đều viên thành tốt đẹp, và quý Phật tử chúng ta cũng được thân khỏe tâm an, quan hỷ với pháp học pháp hành để được lợi lạc hiện tại cũng như về sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này con cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng toàn thể đại chúng đồng hồi nguyện đem công đức này
Hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đà. Một Phật. Xin phép. Recording stopped.